chương 255, mật hội. Hàn lập nhìn phương thuốc của vị cao nhân trước mắt, nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Lúc này đã là trưa ngày thứ hai Hàn lập ở tại Yến Linh Bảo. Sau khi mọi người nhiệt tình thảo luận một hồi, trong phòng hơn chục tên tu sĩ bắt đầu trao đổi vật phẩm. Mỗi người luôn lưu nói về vật phẩm mình cần cùng vật phẩm có thế lấy ra trao đổi, nhìn xem ở đây có hay không có vị tu sĩ nào nguyện ý giao dịch với mình. Đừng nói đây chỉ là một hôi giao dịch nho nhỏ nhưng cũng có vài tu sĩ xuất ra một ít đồ tốt. Ví dụ như, nữ tử họ phương của thiên khuyết bảo, vật phẩm lấy ra trao đổi là một khối thiên hoa thạch, đây chính là tài liệu luyện chế pháp khí thổ thuộc tính tốt nhất, chỉ yêu cầu một ít pháp bảo thổ thuộc tính yêu cầu không cao, cũng dùng tới loại tài liệu như vậy. Một vị tu sĩ khác của Linh Thú Sơn, xuất ra một quả trứng của phong khiếu ưng, một ma thú bậc một cấp cao, sau khi nuôi lớn thì nó sẽ là một trợ thủ đắc lực, bất luận là canh gác hay tìm đồ vật đều sẽ tiện lợi cực kỳ. Những người khác cũng đều lấy ra nhiều vật phẩm, tuy không tốt như hai vị này đây, nhưng cũng có một ít nguyên liệu mà bình thường ở phường thị rất khó tìm thấy. Ở trong số đó, Hàn Lập cũng đã tìm được một loại dược thảo luyện chế tụ linh đan, điều này đã làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn, làm cho hắn hưng phấn trả phù lục bậc cao mới đổi được nó. Tuy số năm còn chưa đủ, hắn cần phải về đề cao lên. Nhưng như vậy cũng đã làm cho hắn cùng đối phương vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi Hàn Lập giới thiệu vật phẩm mình cần trao đổi thì hắn không khách khí đề xuất mình có một ít lục phù sơ cấp bậc cao muốn đem trao đổi. Còn nói rõ là mình thiếu hai loại nguyên liệu để luyện đan, cuối cùng sau khi do dự một chút, cũng nói ra luôn các loại phương thuốc cũng được. Một khi các tài liệu cần cho luyện đan mà ở Hoàng Phong Cốc và Thiên Tinh Tông phường thị đều không có, đương nhiên không phải là vật thường gặp. Cho nên khi Hàn Lập nêu ra các loại tài liệu như vậy, các tu sĩ ở đây phần lớn là chưa từng nghe nói qua, cho dù có nghe qua một phần, nhưng trong tay cũng không có vật ấy, cho nên các tu sĩ này càng không có để đổi các phù lục, bọn họ cũng đều nghĩ là Hàn Lập thuận miệng nói mà thôi hàn lập thấy mình nói hồi lâu mà vẫn không có người nào trao đổi dưới sự thất vọng liền trở về chỗ ngồi nhưng bất ngờ có người lại mở miệng nói phương thuốc gì cũng thu sao ta có một cái nhưng lại có chút cổ quái người xem xem có thể đổi được bao nhiêu phù lục hàn lập không khỏi cảm thấy vui vẻ không suy tư liền nói đương nhiên chỉ cần là phương thuốc tại hạ nguyện ý trao đổi nói xong hàn lập mới chú ý đến người nói có phương thuốc thì lại chính là vị vô du tử vốn ít nói vô du tử nghe hàn lập nói vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sau đó mang một khối ngọc giản màu xanh ném cho hàn lập mà các vị tu sĩ khác thấy có người lấy phương thuốc đổi lấy phù lục không khỏi lên tiếng bàn tán đều mang một vẻ mặt khó tin mà vô tử sư huynh của vô du tử lại nhắm mắt dưỡng thần tỏ vẻ không quan tâm cho lắm hàn lập tiếp lấy ngọc giản đảo qua liền hiểu được tại sao đối phương lấy ra trao đổi phù lục cái này cũng là phương thuốc cổ xưa nhưng lại là đơn thuốc chuyên môn dùng để tự dưỡng linh thú tự linh hoàn loại phương thuốc này đại đa số các yêu thú đều thích ăn. Hơn nữa dùng lâu còn có thể công hiệu làm cho yêu thú tăng cấp. Tuyệt đối là đan dược bồi dưỡng linh thú tốt nhất, gặp phải tình cảnh này, hàn lập cả kinh, phương thuốc này có giá trị như thế sao đạo sĩ này lấy ra trao đổi đây. Nhưng khi hàn lập xem đến phía dưới thì có xem rõ nguyên liệu cần luyện chế liền giật mình tự diễu. hắn hoàn toàn đã hiểu vì sao đối phương không quý trọng phương thuốc này. Tài liệu luyện chế tự linh hoàn đối với tu sĩ bình thường mà nói thì thật kinh người cơ hồ đều là nguyên liệu chân quý hiếm thấy giống như tài liệu luyện chế tụ khí tán của hắn không cần nói nguyên liệu khó có thể có được chính là với mấy cái dược tài chân quý này ai lại đi luyện chế tự linh hoàn đương nhiên là dùng để tăng pháp lực của chính mình thì làm sao có thể so sánh với linh thú thí chủ chính là nói qua phương thuốc nào đều có thể trao đổi sẽ không đổi ý chứ trên khuôn mặt vị đạo sĩ gầy này hiện lên một tia giảo hoạt lại còn làm ra vẻ thành thật làm hàn lập cười khổ không thôi vì thế mới xuất hiện một màn như vậy Chẳng qua, loại phương thuốc này không có người nào dùng, nhưng đối với Hàn Lập mà nói thì nó có giá trị to lớn, không phải muốn là gặp, đương nhiên Hàn Lập sẽ không buông tha. Hàn Lập cúi đầu suy nghĩ, liền trong túi chữ vật lấy ra 10 phù lục sơ cấp bậc cao, nhưng vẫn thỏa mãn tu sĩ nọ, dù sao phương thuốc này đối với hắn chỉ là cái phế vật mà thôi. Đúng là phế vật mà thôi, nếu không đạo sĩ đã sớm có người giao dịch, làm sao còn lưu lại đến giờ. Quả nhiên, vô dù tử nhận lấy phù lục này rất hài lòng không hề lên tiếng. Tiếp theo, khi Hàn Lập ngồi xuống thì phía dưới liền có một vị tu sĩ đứng lên, có chút bức bách không đợi được nói. Ta có một ít địa thiết mộc mấy trăm năm, nhưng... Vật phẩm trao đổi khiến cho không khí trong phòng càng thêm nóng bức. Cùng lúc đó, tại Yến Gia Phi Vân Các đang triển khai một đại hội tông tộc cực kỳ bí mật. Các vị có quyền cao chức trọng trong Yến Gia bao gồm các quản sự và các vị trưởng lão đều ngồi thành hai hàng, lắng nghe Yến Gia Lão Tổ tại vị trí thượng tọa đang nói, mà bên cạnh Yến Gia Lão Tổ có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, xem tuổi khoảng 17-18 tuổi xinh đẹp như tiên tử. Quỷ linh môn lần này đề xuất điều kiện với Yến gia chúng ta phi thường hậu hĩnh, chẳng những đề xuất nguyện đem vạn linh thực kinh chia sẻ cho Yến gia chúng ta cùng xem, lại nguyện đem chức vị phó môn chủ quỷ linh môn cho người nhà chúng ta đảm nhiệm, mà bọn họ yêu cầu duy nhất là chúng ta phải để yên nhi cùng với thiếu chủ bon họ cộng tu huyết linh đại pháp. Hơn nữa, vị trí gia chủ trong tương lai chỉ có thể do thiếu môn chủ cùng với yên nhi đảm nhiệm, đương nhiên với quỷ linh môn cũng đồng thời như vậy Yến gia lão tổ nghiêm mặt từ từ nói tuy thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng trong tai mọi người nơi đây. Giống như là nói bên tai vậy, tất cả mọi người nói xem, Yến gia chúng ta nên làm theo không? Phải biết rằng kỳ thật tổ tông của Yến gia chúng ta cũng là tu sĩ của quỷ linh môn, chỉ là lúc trước cùng với tu sĩ trong môn va chạm nên mới đến Việt Quốc kiến tạo ra cơ nghiệp của ngày hôm nay. Tính ra thì tông chủ của quỷ linh môn còn là sư điệt của ta, bởi vậy mọi người không cần phải băn khoăn. Duy chỉ lo lắng một điều là Yến gia chúng ta thu được lợi ích như thế nào mà thôi. Mặt khác, thiếu chủ quỷ linh môn còn mang đến tin tức, thiên la quốc ma đạo lục tông sau 5 ngày nữa sẽ xâm lấn Việt quốc. Mà Khương quốc cùng sa kỳ quốc tại nửa tháng trước đã bị sụp đổ, đại bộ phận tông phái tại hai nước này đều bị diệt, một bộ phận khác đầu hàng, thành môn phái quy thuận của ma đạo lục tông. Cho nên, cho dù Yến ra không đáp ứng điều kiện của quỷ linh môn cũng phải lo lắng sau khi thất đại tông phái bị diệt thì Yến ra làm sao sinh tồn mới được, đây mới là vấn đề gia tộc ưu tiên hàng đầu. Yến ra lão tổ không đợi người của Yến ra phản ứng lại về vấn đề mới hỏi, lại đưa ra một việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Làm cho tất cả mọi người phía dưới đều ồn ào hẳn lên. Cái gì, Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc Tu Tiên giới bị công chiếm, điều này không có khả năng. Hai quốc gia này thực lực không kém, không phải cùng ma đạo lục tông rằng có nhiều năm như vậy mà vẫn không sao, nói như thế nào lại thất bại. Nhanh như vợ đã thất bại rồi, chẳng lẽ trong đó còn có sự tình gì? hiển nhiên mấy nhân vật nắm quyền của Yến gia khó có thể tin tưởng tin tức này được. Được rồi, ai có nghi hoặc gì cứ từng người nói ra là được, cứ như vậy thì còn thể thống gì. Yến gia lão tổ gặp cảnh này thần sắc phát lạnh nói. Lời này vừa nói ra, nguyên trong đại sảnh có chút hồn ào nhất thời trở nên im lặng. Nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về người ngồi thứ ba bên dưới hồng phát lão giả, một vị trung niên nho sinh. Yến gia lão tổ xem ra với tình hình hiện nay khá rõ ràng, liền hướng đến nho sinh nói. Huyên dạ, Ngươi thấy việc này thế nào? Ngươi là quân sư của Yến gia chúng ta, chuyện này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Yến gia chúng ta, ngươi hãy phân tích một chút sự tình đi. Vâng, lão tổ tông nho sinh không dám chậm chạp, vội vàng đứng lên nói. Chẳng qua Tôn Nhi có mấy vấn đề, có thể hỏi lão tổ tông được không? Cứ việc, đương nhiên là có thể, ngươi có nghi vấn ở vấn đề nào, ta sẽ nói cho ngươi rõ Yến gia lão tổ vẻ mặt trịnh trọng nói. Nghe được lời này của Yến gia lão tổ, nho sinh mới gật gật đầu sau đó hỏi. Đầu tiên, huyết linh đại pháp này có hai uy lực lớn gì không? Với tư chất của như yên chất nữ với thiếu thủ quỷ linh môn này nếu song tu thì đối với công pháp ảnh hưởng ra sao? Thứ hai, đối phương như thế nào lại tìm đến yến ra chúng ta, lại còn biết là tổ tiên chúng ta xuất phát từ quỷ linh môn? Cuối cùng, lão tổ tông biết được sự tình của Khương quốc cùng sa kỳ quốc hiện nay bị ma đạo lục tông chiếm lĩnh. Nếu là thật, chính đạo liên minh của phong đô quốc hiện tại đang làm gì? mươi 256, mưu Hoa Yến gia lão tổ nghe đứa ớt nho sinh hỏi các vấn đề đều là các điểm mấu chốt, trên mặt không khỏi lộ ra ý tán thưởng, cũng đáp lại. Huyết linh đại pháp, tuy tổ tên Yến gia chúng ta không có công pháp này, nhưng đối với công pháp này cũng tôn sùng cực kỳ, được xưng là vạn linh chân kim đệ nhất ma công, sau khi luyện thành có thể xưng bá trong ma đạo lục tông, có thể nói là một trong các bí pháp đáng sợ nhất. Chẳng qua pháp quyết này tu luyện quá bá đạo, vì phòng ngừa phản phệ, khi luyện pháp phải có một nam một nữ cùng song tu luyện mới được, điều trọng yếu còn lại chính là linh căn tư chất. Nếu tư chất không tốt cũng chỉ có thể luyện thành hai ba tầng thôi, uy lực cũng không có gì đáng để nói đến. Bởi vậy thiên linh căn của Yến Nhi tuyệt đối là đối tượng song tu mà đối phương mơ tưởng, mà ám linh căn của thiếu môn chủ quỷ linh môn cũng thật là cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng cũng là thể chất tu luyện huyết linh đại pháp tốt nhất. Lấy tư chất tuyệt đỉnh của hai người bọn hắn, nếu song tu huyết linh đại pháp khẳng định có thể luyện bộ pháp này đến mức thâm sâu cho dù là sau này quét sạch lục đại tông phái cũng là điều rất dễ dàng. Cho nên quỷ linh môn mới có thể đầu tư nhiều như vậy cho chúng ta. Thậm chí việc lục tông bọn họ sắp xâm lấn Việt Quốc cũng mạo hiểm tiết lộ cho chúng ta. Mục đích là cơ hội để quỷ linh môn xưng bá cả thiên nam khu. Cho nên đối phương làm thế nào biết lai lịch của Yến ra chúng ta, điều này rất dễ để giải thích. Năm đó tổ tiên từng phái người liên hệ với quỷ linh môn, phỏng chừng khi đó Yến ra chúng ta mới tiến vào trong sự chú ý của đối phương. Như sự tình của Yến gia, sợ rằng đối phương cũng đã tìm hiểu lâu rồi, cho nên mới thừa dịp cơ hội này muốn Yến gia chúng ta đáp ứng việc này, Yến gia lão tổ nói đến đây thì cười khổ một chút. Hiển nhiên đối với việc tổ tiên Yến gia tùy tiện liên hệ với quỷ linh môn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mà việc Ma đạo Lục tông sắp xâm lấn, thật sự là đối phương nói cho chúng ta biết, nhưng sự tình Khương quốc cùng xa Kỳ quốc cho dù đối phương không nói cho chúng ta biết. Yến gia chúng ta kỳ thật tại mấy ngày trước đã nhận ra có điều không đúng trước nay người của hai nước theo lệ thường cũng phải đã sớm phát ra tin tức nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tín xem ra điều đối phương nói là thật cho nên vì sao đối phương có thể dễ dàng đánh bại tu tiên phái của hai nước theo như đối phương nói chính là bởi vì trong hai nước có mấy tông phái sớm đã bị người của lục đại tông phái mua chuộc cho nên với thực lực cường đại cùng với việc tập kích lén của những người làm phản hai nước này mới có thể bị hạ như vậy cho nên hiện tại người của lục tông đang nhanh chóng dọn sạch các tu sĩ không quy thuận còn sót lại Cùng với việc tu chỉnh trước khi xâm lấn Việt quốc, dù sao thì bọn họ cũng có tổn thất nhất định. Mà chính đạo liên minh của Phong Đô quốc, người cũng không cần phải trông cậy vào. Trước khi khai hội không lâu, ta đã nhận được tin tức là chính đạo liên minh cũng đã tiến hành xâm lấn một quốc gia bậc trung bên cạnh họ, thực ra cũng không có sai biệt lắm, khẳng định bọn họ cũng đã âm thầm giao dịch rồi, cho nên mới có thể đồng thời bắt đầu hành động với quy mô lớn như vậy. Yến gia lão tổ đều nhất nhất giải thích rõ ràng, khiến cho mọi người ở phía dưới thần tình ngạc nhiên cùng khiếp sợ ma đạo cùng chính đạo bắt đầu khuếch trương thế lực ha ha nếu sự thật là thế thì thật là thú vị nho sinh nghe yến gia lão tổ nói xong trên mặt mỉm cười nói huyên dạ những lời này của ngươi có ý tứ gì một vị bạch diện lão giả ngồi đối diện với nho sinh có chút nhịn không được mở miệng hỏi nhị bá không có gì đây chỉ là một suy đoán nho nhỏ của ta mà thôi suy đoán này hiện tại không có quan hệ gì với yến gia chúng ta hay là trước tiên nói về tình hình hiện tại của yến gia chúng ta đờ Nho sinh tùy ý phất phất tay, không thèm để ý nói. Hừ, lão giả có chút tức giận chừng mắt hắn, nhưng yến ra lão tổ hiện đang ở trước mặt đành phải hậm hực quay trở về chỗ ngồi. Ồ, đợi lát nữa ta cũng muốn nghe suy đoán này của ngươi. Yến ra lão tổ tỏ vẻ rất hứng thú lên tiếng nói. Lão tổ tông muốn nghe, huyền dạ đương nhiên sẽ không che giấu nho sinh vội vàng quay lại, cung kính nói. Được, bất quá nói việc trước mắt cái đã lần này nếu yến ra chúng ta có một lựa chọn sai lầm đắc tội với đối phương bị người ta thâu tóm mà phía sau đối phương lại có lực lượng lục tông tương trợ sợ rằng có thể bị diệt môn thanh âm của hồng phát lão đã có chút bất đắc dĩ dù sao thì thực lực của yến ra quả thực rất yếu cho dù có lực lượng ẩn trong bóng tối cũng không thể có ý nghĩ đối kháng được ừm như lão tổ tông nói hiện tại yến ra chúng ta lưỡng đầu thọ địch đáp ứng đối phương có thể bị đối mượn cơ hội thâu tóm yến ra chúng ta nhưng chúng ta không đáp ứng thì quả thật cũng rất nguy hiểm, đối phương thực lực rất mạnh, hậu hoạn vô cùng trong mắt nho sinh hiện lên vẻ trầm tư. Nhưng theo ta thì chúng ta đáp ứng điều kiện của đối phương, gia nhập quỷ linh môn cuối cùng thì nho sinh dứt khoát nói. Sau đó hắn không đợi mọi người phản đối, lại nói tiếp. Mọi người chắc đều đã biết nếu chúng ta không đáp ứng điều kiện của đối phương thì sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào chứ. Nhưng chúng ta có có nghĩ đến hay không? nếu chúng ta không đáp ứng thì sau này trong thất đại phái chúng ta sẽ có những ưu đãi gì bên ngoài tuy chúng ta với thất đại phái giao hảo rất tốt nhưng bọn họ lại sợ sự phát triển của yến ra chúng ta sẽ tạo ra uy hiếp đến lợi ích của bọn họ bởi vậy rất có thể trong vài năm tới bọn họ sẽ tiến hành áp bức yến ra chúng ta cho dù chúng ta không đáp ứng điều kiện của quỷ linh môn hay mang tin tức ma đạo xâm lấn cấp cho thất đại phái đi chăng nữa chỉ sợ cũng không có ưu đãi gì dù sao thì việt quốc cũng đã bị bảy đại phái phân chia rồi bọn họ làm sao lại chịu chia sẻ lợi ích cho Yến gia chúng ta. Cho dù là tu sĩ thất đại phái Việt quốc liên thủ với các tu sĩ của các nước khác đối kháng với ma đạo thì sao? Ta vẫn cho rằng bọn họ có phần thắng không cao, nhưng mà bên nào thắng thì liên hệ trọng đại đến sự sinh tồn của Yến gia chúng ta. Dù sao bên nào bị bại thì điều kiện họ hứa với chúng ta không có khả năng thực hiện được. Cũng như vậy, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của quỷ linh môn, cũng không gặp phải điều khó xử ấy, mà yêu đãi thì tất cả mọi người cũng đã thấy được. Gia nhập quỷ linh môn, chức vị phó tông chủ cùng với Yên Nhi học được huyết linh đại pháp tạm thời không nói đến. Hiện nay đang là thời kỳ hoàng kim để ma đạo khách trương thế lực. Như vậy Yến ra khi gia nhập vào cũng có thể tự phát triển thế lực của chính mình. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải chú ý, không thể để chúng ta trở thành công cụ cho bọn họ sử dụng, tiêu hao đi nhân lực, mà là phải chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi Yến ra chúng ta đủ sức mạnh để cùng ngồi cùng bàn với đối phương Đến lúc ấy, cho dù bọn họ có muốn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thâu tóm chúng ta thậm chí nếu có thể đủ lực phản lại đối phương chúng ta làm quỷ linh môn chuyển thành họ yến cũng không chừng nho sinh chậm rãi mà nói làm cho mọi người đều nghĩ đến một tương lai tốt đẹp làm cho tinh thần bọn họ hưng phấn hẳn lên đương nhiên cũng có một ít người lão thành vẫn còn lo lắng vô cùng dù sao thì người của quỷ linh môn như thế nào lại có hảo tâm cho chúng ta thời gian để cho chúng ta lớn mạnh lên như vậy chứ nhưng những lời nói của nho sinh tiếp theo làm bọn họ yên lòng hơn. Đương nhiên, nếu chúng ta làm như vậy thật sự là quá trắng trợn, một chút thủ đoạn chế ước đối phương đều không có. Nếu đối phương thật tình muốn cho chúng ta quy thuật, khiến cho vị thiếu môn chủ và hai vị tu sĩ kết đan kỳ kia, cùng với yên nhi với hai vị bá phụ chúng ta trao đổi sinh tử chú đi. Cứ như vậy, đối phương trong hai ba trăm năm không được gây bất lợi cho yến gia chúng ta, mà yến gia chúng ta phải tranh thủ trong thời gian này lớn mạnh lên. Quỷ linh môn nếu ngay cả những điều ấy cũng không đồng ý thì chúng ta căn bản không cần phải lo lắng những ý nghĩ trong đầu của đối phương. Điều này nói rõ đúng như những gì đã giao ước, chỉ có điều mọi việc đều nằm trong tay yến ra chúng ta mà thôi nho sinh cuối cùng đã đề xuất thủ đoạn để kiểm chứng thành ý của đối phương. Nói xong yến ra lão tổ cùng mọi người ở đây đều liên tục gật đầu, đều xác nhận phương pháp này rất khả thi. Yên Nhi, Yến Văn, Yến Kỳ, các ngươi đến phòng khách cùng với người của quỷ linh môn hạ sinh tử chú, nếu bọn họ không đồng ý, lập tức phát động đại trận trong phòng vây khốn bọn họ chết ở nơi này yến ra lão tổ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát mở mắt ra phân phó tuân mệnh lão tổ tông cô gái tuyệt sắc bên người yến ra lão tổ thản nhiên cười nhẹ nhàng lĩnh mệnh lên đường cùng với nàng còn có hai gã trung niên khác nữa yên nhi cẩn thận một chút nếu như có sự tình gì không đúng phải lập tức thoát thân bên ngoài ta sẽ an bày người tiếp ứng hiển nhiên yến ra lão tổ đối với cô gái này yêu thích vô cùng vẻ mặt đầy quan tâm yên tâm đi lão tổ tông con có tử vân kỳ hộ thân đào thoát thì con nắm chắc cô gái nhu thuận nói sau đó liền cùng hai gã trung niên ra đại đường không phát lão giả nhìn thấy đứa cháu yêu thương nhất đi ra ngoài trong lòng vẫn có chút lo lắng tiếp theo không hề suy tư nữa phát ra liên tiếp mệnh lệnh tại quanh phòng khách bày ra thiên la địa võng tiếp ứng yến như yên phòng ngừa đối phương phá trận trốn ra bên ngoài một khoảng thời gian sau đó trong phòng nghị sự rất yên tĩnh mỗi người đều lo lắng không thôi chờ bọn người Yến Như Yên trở về. Qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên bên ngoài nghị sự đường truyền đến một đạo truyền âm phù, trực tiếp bay vào trong tay Yến gia lão tổ. Yến gia lão tổ nhẹ nhàng cầm đạo phù, liền truyền ra tiếng nũng nịu của Yến Như Yên. "Lão tổ tông, sự tình thành rồi, còn cùng hai vị sư bá nhắc đến yêu cầu, đối phương liền đáp ứng. Sinh tử chú cũng rất thuận lợi, còn cùng đối phương đang đi đến đại đường, bởi vì đối phương nói còn có chuyện muốn nói cùng lão tổ tông, mời lão tổ tông chuẩn bị một chút." Yến gia lão tổ cùng mọi người trong nghị sự đường nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đối phương muốn đến nghị sự đường thì lại ngẩn ngờ thắc mắc. Những người khác lập tức rời đi, huyền dạ lưu lại giúp ta Yến gia lão tổ hơi trầm ngâm, liền quyết đoán ra mệnh lệnh. Nhất thời, các trưởng lão cùng các quản sự trong phòng, lập tức nghe lệnh rời đi. chương 257, huyết tế giữ diễm lệ nam tử. Yến gia lão tổ cùng nho sinh đợi trong chốc lát liền thấy thiếu chủ quỷ linh môn cùng với Yến như yên đi vào một khi yến gia chúng ta đã đáp ứng quy phục quý môn thiếu môn chủ còn có điều gì chỉ giáo yến gia lão tổ lần này nói chuyện rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều so với lần trước hiển nhiên lão phải kiêng kỵ việc sau này yến gia chính là một phần tử của quỷ linh môn yến tiền bối cần gì khách khí như thế ta cùng với như yên tiểu thư một khi đã hạ sinh tử chú này thì cũng coi như là đã ước định hôn ước rồi yến tiền bối về sau xưng hô tại hạ vương thiền là được không cần phải gọi cái gì thiếu môn chủ vương thiền thi lễ rất tao nhã nói làm sao như thế được người cùng yên nhi một ngày chưa thành hôn thì tại hạ sao đối với thiếu môn chủ vô lễ được dù sao hiện tại thì yến gia chúng ta cũng sắp là một thành viên trong quỷ linh môn rồi yến gia lão tổ mặt không chút thay đổi vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm lắc đầu phản đối nói thiếu chủ quỷ linh môn nghe yến gia lão tổ nói như thế liền biết đối phương còn chưa hoàn toàn tin tưởng mình liền không miễn cưỡng cười cười mở miệng nói sang vấn đề khác Kỳ thật Phương Thiền lần này bảo Yên Tiểu Thư dẫn tại hạ đến gặp Lão Tổ chính là muốn thỉnh giáo Lão Tổ một chút, phải chuẩn bị thực hiện ước định như thế nào. Dù sao thì năm ngày sau, mà Đạo Lục Tông chúng ta chính thức tiến hành tiến công Việt Quốc, đến lúc đó Yến ra nếu không kịp ly khai khỏi nơi đây, chỉ sợ có chút phiền toái. Điểm ấy xin thiếu chủ yên tâm, Yến ra chúng ta tuy tộc nhân không ít. Nhưng trên thực tế đều là người ngoài tộc do huyết thống quá xa, cũng là phàm nhân bình thường, không hề có pháp lực, chúng ta sẽ bỏ lại dù sao nếu một lần di chuyển đi mọi người trong tộc thật sự có chút không thực tế. Điểm ấy Yến ra chúng ta rất rõ ràng, lần này là nho sinh mở miệng nói, Yến ra toàn tính như vậy, vãn bối thật an tâm. Dù sao nhiều người của Yến ra đồng loạt hành động thì không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bảy đại môn phái, đến lúc đó trốn đi mà để lại dấu vết thì không ổn. Vị này chính là bách mật vô lậu huyền giả nổi danh của Yến ra sao, tại hạ nghe đại danh đã lâu. Đôi mắt bên trong mặt nạ của thiếu chủ quỷ linh môn dò xét nho sinh, khẽ cười nói. Thấy đối phương liếc mắt đã gọi đúng tên cùng với ngoại hiệu của mình, trong lòng không khỏi dùng mình. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười với đối phương, vãn bối tìm lão tổ không chỉ vì việc này, mà là muốn biết Yến gia định xử trí hơn 200 tu sĩ trúc cơ kỳ hiện ở trong bảo như thế nào, trong bọn họ có không ít đệ tử trung kiên với bảy đại phái. Mà Yến gia phải lập tức di rời trong hai ngày, đến lúc đó bị những người này thấy được chỉ sợ rằng rất rất không ổn. Quỷ linh môn thiếu chủ bất động thần sắc nói, nhưng ý tứ trong đó lại khiến cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh biến sắc. Ý thiếu môn chủ muốn, Yến gia lão tổ có chút âm trầm nói. Như vậy đi, khi tu luyện huyết linh đại pháp cần hồn phách của tu sĩ để tiến hành huyết tế, như vậy mới có thể thuận lợi bắt đầu. Không bằng đem mấy tu sĩ trong bảo này để ta dùng âm hỏa đại trận của quỷ linh môn đem thân thể của bọn họ luyện hóa, chỉ để lại hồn phách cho như yên muội tiến hành trúc cơ được không? với hồn phách của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy nhất định có khả năng giúp tiểu thư dễ dàng luyện thành tầng thứ nhất của huyết linh đại pháp. Thiếu chủ quỷ linh môn nhẹ nhàng đề xuất một đề nghị vô cùng độc ác làm cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh ngồi đối diện nghe được mà thấy lạnh cả người. Không được, người của bảy đại phái không tính nhưng tu sĩ của các nước khác cũng chính là do nhận được lời mời lựa chọn đạo lữ song tu với yên nhi của chúng ta mới có thể nhiều người tập trung tại đây. Yến gia chúng ta tuyệt đối không thể làm ra việc gây tức giận như thế được. Nho sinh kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng mở miệng nói, sợ rằng Yến gia lão tổ thật sự đáp ứng đề nghị của đối phương. Huyên dạ người không cần gấp, ta cũng không có hồ đồ đến nỗi làm việc này. Yến gia lão tổ nghiêm mặt hướng về nho sinh nói, sau đó lại lạnh giọng nói với thiếu chủ Quỷ Linh môn: Thiếu môn chủ đề xuất ý kiến thật là hay, chúng ta nếu thật sự làm như vậy thì thiên hạ này tuy rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho Yến gia dung thân rồi. Yến gia sẽ không có chủ động ra tay với các tu sĩ này nhưng với tu sĩ của bảy đại phái ta sẽ phái người tập trung họ lại một chỗ cho nên xử trí hay bắt bọn họ, tất cả đều xem khả năng của quý môn. Nho sinh nhẹ yến ra lão tổ nói vậy thì thấy nhẹ nhõm cả người, luôn miệng nói phải. Mà quỷ linh môn thiếu chủ nghe xong lời ấy trong mắt hiện lên vẻ không đành, có chút bất mãn, chậm rãi nói. Hồn phách của các tu sĩ này chính là cấp cho như yên tiểu thư dùng để huyết tế, thu lấy lợi ích là người của yến ra các người mà lại không chịu bỏ chút sức lực nào, điều này quá không công bằng yến gia lão tổ tuy nghe xong trong lòng cũng nao nao nhưng thần sắc của lão vẫn không thay đổi nói nhưng yên nhi không lâu sau liền gả cho thiếu môn chủ trở thành thiếu chủ phu nhân nên người của các ngươi hành động thì cũng là điều nên làm đương nhiên đợi sau khi yến gia chúng ta chính thức quy phục quỷ linh môn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người của bảy đại tông phái nhưng lần này đệ tử của bảy phái đó mặc kệ nói như thế nào đi nữa cũng lại yến gia mời đến nếu chúng ta chủ động ra tay khẳng định thanh danh chúng ta sẽ cực kỳ tệ hại trong mắt của các tu sĩ còn lại đương nhiên nếu tha cho bọn họ cũng là điều chính xác cho nên do người của thiếu môn chủ ra tay là tốt nhất như vậy tu sĩ yến ra chúng ta sẽ có khả năng giải thích hơn nữa với hai tu sĩ kết đan kỳ bên thiếu chủ thì không có khả năng ngay cả mười mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ cũng không bắt được thiếu chủ quỷ linh môn nghe được như vậy liếc nhìn yến ra lão tổ thật sâu rồi cúi đầu suy nghĩ sau cả nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Yến Như Yên vẫn thủy chung không mở miệng, nhàn nhạt nói. Một khi lão tổ đã nói như thế, quỷ linh môn chúng ta sẽ làm ác nhân lần này. Hồn phách của các tu sĩ lần này coi như là xính lễ của Vương Thiền dành cho Như Yên tiểu thư đi. Ha ha, xính lễ của thiếu chủ, lão phu liền thay Yên Nhi thu lấy. Yên Nhi, mau qua tạ thiếu chủ một lễ đi, món quà này quả thật là không nhỏ đó. Yến gia lão tổ thấy không cần phải do tu sĩ của Yến gia ra, ra tay nên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đa tả tâm ý của thiếu chủ, như yên sẽ nghi nhớ trong lòng. Cô gái tuyệt sắc ấy uyển chuyển bước lên vài bước, nhẹ nhàng thi lễ, miệng hoa thơm ngắt nói, vẻ mặt kiều diếm tựa như xấu hổ, thiếu chủ quỷ linh môn nhìn thấy không khỏi hiện lên một tia khác thường. Như yên tiểu thư tu luyện huyết linh đại pháp, đối với vương mẫu cũng là một chuyện tốt, không cần phải khách khí như thế đâu. Xin lão tổ sau khi nghĩ kỹ, đem địa điểm tập trung của tu sĩ thất đại phái nói cho vãn bối một tiếng, sau đó an tĩnh mà chờ tin tức tốt là được. Bây giờ, Vương Thiền xin cáo lui, thiếu chủ quỷ linh môn phong độ tao nhã khách khí nói vài câu, sau đó hướng nhạc ra lão tổ khom người một cái liền rời đi. Nhưng Yến ra lão tổ cùng nho sinh trong sảnh lại liếc mắt nhìn nhau một cái đầy thâm ý. Hiện tại Hàn Lập cảm thấy đau đầu, hơn nữa còn phi thường đau đầu mà hết thảy là do việc rằng có giữa ba người quen với một người lạ mặt khác. Người quen chính là Yến vô cùng phong sư huynh, còn có đồng huyên nhi cơ hồ đang một nửa nằm ở trong ngực của người lạ mặt. Mà hắn lại là một nam tử vô cùng diễm lệ khi hàn lập nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nam tử thì hai chữ này lập tức xuất hiện trên người của nam tử hắn thật sự rất xinh đẹp và ôn hòa không thể nghi ngờ lực sát thương đối với nam nữ giống nhau đều rất cường đại nếu không phải hắn mặc trang phục của nam nhân thì quả thật nói hắn một đại mỹ nhân cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn thế nữa tuy người này có đặc thù như vậy nhưng nhất cử nhất động của hắn đều không làm cho người ta cảm thấy chỗ không ổn hết thảy đều hòa nhã nếu trong thời điểm bình thường Yến vũ cùng phong sư huynh sẽ không sinh ra ác cảm gì với nam tử này. Nhưng hôm nay, hai mắt bọn họ như phún hỏa, gắt gao dương mắt nhìn nam tu sĩ mặc áo tím không rời. Không chỉ vì Đồng Nguyên Nhi đang bị ôm một nữa, mà chủ yếu nhất là nàng đang si ngốc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của người xa lạ, vẻ mặt mang hình dáng mê say. Hàn Lập nhìn trái, nhìn phải một chút, khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng muốn mở miệng mắng to một tiếng. Sau khi hắn tụ học xong, đang muốn đi đường tắt để trở về khách điếm nghĩ như thế nào trong một ngõ tắt nhỏ heo hút cũng có thể đụng phải một hồi ghen tuông, ăn phải giấm chua này. Hôm nay, cho dù là hắn có muốn trốn cũng không thể được nữa rồi. Dù sao thì trước khi đi Hồng Phất Sư Bá cũng đã dặn dò hắn phải quản thúc một chút Đồng Huyên Nhi. Nếu như không nhìn thấy những hành vi hoang đường của Đồng Huyên Nhi thì hắn làm như không biết. Nhưng mà hôm nay mặt đối mặt thấy được, nếu không hỏi một chút thì tựa hồ cũng không được chính đáng lắm. Càng huống chi hai tên gia hỏa này đã hoàn toàn trở thành tôi tớ quỵ lụy dưới quần của Đồng Huyên Nhi rồi, vừa thấy hắn xuất hiện thì ngẩn ra, tiếp theo sau thì lòng đầy vui mừng chạy đến, hy vọng hắn nhanh chóng mang Đồng Huyên Nhi tách ra khỏi vị nam tử ấy. Bởi vì như thế nào đi nữa thì sự nguy hiểm của Hàn Lập so với vị nam tử diễm lệ khác thường này cũng nhỏ hơn, có thể bỏ qua. Xem ra, bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây cứu mạng cuối cùng. Hàn Lập một bên nghe hai hũ giấm chua phàn nàn. Kêu ca, một bên cẩn thận đánh giá nam tử diễm lệ cùng với vẻ mặt mê say của Đồng Nguyên Nhi. Theo như hai người này nói thì vào buổi chiều hôm nay, đang bồi tiếp Đồng Nguyên Nhi đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng Phù Lục thì ai ngờ trong một hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Đồng Nguyên Nhi vừa nhìn thấy người này thì bộ dạng lập tức giống như si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương thậm chí động tác ngày càng quá đáng, hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên làm cho bọn họ thiếu chút nữa hộp máu chính là người này gặp phải Đồng Huyên Nhi như vậy cũng không hề khách khí lập tức hưởng ứng, thậm chí còn muốn mang Đồng Huyên Nhi đi. Hai người này làm sao lại đồng ý nên đã ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ này để giành lại nàng. Nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng, nói rằng chỉ cần nàng nguyện ý hắn tuyệt đối sẽ không cản trở, lời này đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương. Bởi vì thấy vẻ mặt của Đồng Huyên Nhi như thế nào cũng đều là chủ động yêu thích hắn. chương 258, Mê Hồn, Hàn Lập hầu như đã rõ ràng sự tình xảy ra, nhìn về phía đối diện đánh giá. Đầu tiên, hắn không thể từ dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi. Từ làn da mềm mại bóng loáng của đối phương thì cho rằng hắn khoảng 20 tuổi, nhưng ánh mắt cử chỉ lại giống như ba, 40 tuổi, còn mặt mày vừa ẩn ẩn toát ra vẻ khiếm nhã, vừa giống như một tên công tử khoe khoang, khoác lác. Tuy nhiên đối phương lại có trình độ trúc cơ trung kỳ, liếc mắt liền có thể nhận ra. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập dám lưu lại nơi này nếu là chúc cơ hậu kỳ thì hắn phải xem xét là có nên nhúng tay vào để quyết sự tình phù phiếm này hay không nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây thì đồng nguyên nhi sau khi lạnh lùng liếc mắt liền quay đầu lại mê luyến nhìn về phía vị nam tử diễm lệ kia phảng phất như hắn là một người xa lạ vậy điều này quả thật có chút không đúng ngươi là ai chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này hả điền mẫu trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng trừ phi vị cô nương này nguyện ý rời đi nếu không ai cũng đừng tưởng đem vị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng ngực của ta nam tử mỹ lại thấy tướng mạo hàn lập tầm thường hơn nữa tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt vỗ nhẹ bả vai của đồng nguyên nhi bộ dáng bất cần nói hàn lập nhìn đối phương khinh bỉ mình như thế nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu mà sau khi dò xét hắn cùng với đồng nguyên nhi thêm vài lần đột nhiên trầm giọng quát các hạ là ai tại sao lại dùng phương pháp mê hồn hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta lá gan cũng qua lớn đó. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói. Người nói năng bậy bạ gì đó, ta cùng với vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mới ở cùng một chỗ, các ngươi nếu không nhường đường thì đừng trách điền mỗ hạ thủ vô tình. Yến vũ cùng phong sư huynh ở một bên khi nghe lời nói của Hàn Lập lúc này mới giật mình hiểu ra, lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử diễm lệ, hơn nữa còn giận dữ nói. Ta nói đồng sư muội như thế nào lại như bị bỏ bùa mê, không để ý đến hai người chúng ta, nguyên lai là tiểu tử ngươi dùng tà pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật ấy cho ta, nếu không đừng trách tử quan của phong mỗ cũng không khách khí. Chính ta cũng nhìn ra một chút không đúng, đồng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt, nguyên lai lại là yêu nhân. Yến mỗ phải thay nàng giáo huấn ngươi một chút. Phong sư huynh cùng yến Vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình như chiếc bạt cùng với một pháp khí giống như đoàn thương. Có ý tứ muốn ra tay, nam tử diễm lệ đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ một tầng hàn ý, lạnh lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình." Trong lòng Hàn Lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn, theo bản năng cảm thấy tên này phi thường nguy hiểm. Vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng bên tai của Đồng Huyên nhi truyền âm hét lớn: Đồng Huyên Nhi, nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt chưa? Không sợ Hồng Phất Sư bá giam cầm người sao? Khi Hàn Lập truyền âm, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh không có phát hiện gì, nhưng Nam Tử Diễm lệ lại tựa hồ cảm ứng được, chừng mắt nhìn Hàn Lập sau đó vội cúi đầu nhìn Đồng Huyên Nhi. Chính lúc này trên mặt Đồng Huyên Nhi hiện ra vẻ kinh hãi. Mãnh mẽ, mẽ giấy rụa thoát ra khỏi áo của Nam Tử Diễm lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt, khó hiểu. Tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng yến vô cùng phong sư huynh thấy vậy tất cả đều mừng rỡ nhưng hàn lập thấy nam tử diễm lệ sắc mặt rất khó coi lại muốn đi về phía đồng nguyên nhi nên hắn không nghĩ ngợi lập tức đem tách ra khỏi nam tử diễm lệ thật khó khăn mới làm cho đồng nguyên nhi tỉnh táo như thế nào lại để đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa đồng nguyên nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tình nhưng tựa hồ lại nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ ngay cả liếc mắt nhìn nam tử diễm lệ cũng không dám hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía hàn lập sau vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai ánh mắt giận dữ của nam tử diễm lệ. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu bộ dáng điêu ngoa. Sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn dùng ánh mắt ác độc quét qua yến vũ cùng phong sư huynh, cuối cùng dừng tại hàn lập không rời. Nhìn thấy ba người đều dương mắt nhìn mình đề phòng, hắn biết hôm nay muốn đem đồng huyên nhi đoạt trở về chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì thần trí đồng huyên nhi đã khôi phục, Đến lúc đó ba người này cuốn lấy mình một đoạn thời gian thì cũng lãnh đủ. Hơn nữa, một khi đã đánh nhau, có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra. Nghĩ đến đây gương mặt xinh đẹp có chút méo mó, sau đó lạnh lùng nói: "Việc hôm nay không tính nhưng hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ, tự lo thân cho tốt đi." Nói xong, trên người nam tử diễm lệ chợt lóe lên hào quang ngũ sắc biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa, chỉ để lại mấy người Hàn Lập đang tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Tại phong duyệt khách điếm, Hàn Lập cùng Yến Vũ ba người đang lắng nghe Đồng Nguyên Nhi kể lại tình hình bị nam tử diễm lệ mê hoặc. Chẳng biết vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút lập tức liền cảm thấy đầu ong ong một chút, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn là chủ nhân của ta vậy, trong lòng ta căn bản không hề có ý tứ phản kháng nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu a à, như thế nào lại như vậy ta thật không muốn làm nô lệ của bất ca kẻ nào đồng huyên nhi nói sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hiển nhiên cảm giác vừa rồi bị nam tử diễm lệ kia chế trụ thân thể và tinh thần chính là lần đầu tiên nàng biết được so với chết còn khủng bố hơn mà hàn lập cùng hai người khác sắc mặt cực kỳ khó coi liếc nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng mê hồn thuật của nam tử diễm lệ này lợi hại quá nếu đối phương hướng ba người thi triển pháp thuật này thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được mọi người không cần lo lắng ta xem mê tâm thuật của đối phương tuy lợi hại nhưng đối với chúng ta không có hiệu quả mới đúng hàn lập trầm tư trong chốc lát chậm rãi mở miệng nói như thế nào hàn sư để có cao kiến gì chăng phong sư huynh nghe hàn lập nói vậy tinh thần rung động hỏi rõ ràng nếu mê tâm thuật của đối phương có thể thi triển đối với nam tử chúng ta các ngươi cho rằng ánh mắt đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận lại dễ dàng buông tha chúng ta sao chứ? Hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa, tuy nhiên xem biểu tình đối phương đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi, thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất." Hàn Lập bình tĩnh giải thích, nghe xong lời này, Phong sư huynh cùng Yến Vũ đồng thời thở ra một hơi, một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ tử thì hai người bọn hắn không sợ. So pháp lực cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. Hàn sư huynh, nếu nữ tu sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế cả đời chứ. Ta thật không muốn đâu. Đồng Huyên Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nói xong cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Lần đầu tiên đem ba chữ Hàn sư huynh gọi ra với vẻ cực kỳ ai oán. Hàn lập ghe xong cũng không có nói gì, chính mình cũng không phải là tôi tớ quỵ lụy dưới quần của đối phương, cho dù có muốn tìm người bảo hộ cũng không nên tìm mình mới đúng a. À. Hàn Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Đồng Huyên Nhi thoát khỏi tình cảnh đáng sợ bị tên kia khống chế tâm thần, nàng liền theo bản năng đối với Hàn Lập tăng thêm vài phần ỉ lại. Vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàn Lập còn chưa có hồi đáp lại điều gì thì hai tên kia hào khí tận trời vỗ ngực tỏ vẻ, muốn trong mấy ngày này ở cạnh bên để bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thủ thêm lần nữa. Đồng Huyên Nhi nghe bọn họ nói như thế trong lòng cũng đã an tâm một tí dù sao có hai tu sĩ chúc cơ kỳ bảo vệ mình tựa hồ không có vấn đề gì lớn lần này bị đối phương khống chế cũng chỉ vì dưới tình huống nàng một điểm cũng không đề phòng lần sau nàng sẽ không để đối phương dễ dàng khống chế mình như thế nữa vì thế sau khi khôi phục được một ít tinh thần đồng huyên nhi lại cùng với hai vị này cười nói vui vẻ đem sự mị hoặc của bản thân phát huy cực điểm làm hai vị này mê mẩn không biết đông tây nam bắc là gì nữa hàn lập thấy cảnh này có chút dở khóc dở cười lại nói Công pháp mê thuật của Đồng Huyên Nhi cùng với Nam tử diễm lệ kia tuy khác nhau nhưng có chung kết quả, chỉ là không được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên hồ mỹ thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ cao cấp. Có thể vô thanh vô tức mê hoặc nam tử cả về tinh thần lẫn thể xác, theo Như Hàn lập chứng kiến thì không kém chút nào so với Nam tử diễm lệ. Đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm. Chương 259, phong động. Bất quá, Hàn Lập sợ hãi than cũng là dư thừa, chỉ có chút buồn bực. Mê hồn thuật này Hàn Lập tuy không tinh thông nhưng cũng biết một ít. Mỗi người tu tiên đều biết rõ thiên nhãn thuật, kỳ thật được xem như là công pháp tối cơ bản của mê hồn pháp thuật. Nếu cảnh giới pháp lực của hai tu sĩ tranh lệch thật xa thì khi sử dụng thiên nhãn thuật nhìn hai mắt của đối phương có thể khiến cho tâm thần của đối phương thất thủ, tại trận đấu liền lâm vào bị động. Một loại pháp thuật mê hồn khác chủ yếu là nhờ vào sự tranh lệch cảnh giới pháp lực rất lớn mới cường bức khống chế được tâm thần của đối phương tu vi của Đồng Huyên Nhi là trúc cơ sơ kỳ, mà của nam tử diễm lệ kia lại là trúc cơ trung kỳ, theo lẽ thường mà nói thì tuyệt không có khả năng sau khi đối mắt thì sự tình lập tức bị đối phương chế trụ tâm thần thật là hoang đường. Trừ phi đối phương phải là tu sĩ kết đan kỳ chuyên tu mê hồn pháp thuật mới còn có vài phần có thể. Nhưng xem vẻ mặt của nam tử diễm lệ lúc rời đi rất oán độc thì điều này có chút không giống. Tuyệt đối không có khả năng vị ấy là tu sĩ kết đan kỳ giả dạng làm tu sĩ trúc cơ kỳ trêu đùa bọn họ. Hàn lập nghĩ như vậy, trong lòng mới an tâm thêm một ít, dù sao thì khi nam tử diễm lệ rời đi lại mang theo biểu tình oán độc, hắn chính là phi thường cẩn thận. Khi hắn từ trong trầm tư ngẩng đầu lên thì lại thấy Đồng Nguyên Nhi cùng hai người kia tán tỉnh lẫn nhau, bộ dáng vừa rồi còn khổ sở đáng thương sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập thở dài một hơi, đứng dậy quay về phòng của chính mình. Nhưng khi Hàn Lập đem bàn tay đặt nơi cửa gỗ chuẩn bị đẩy ra liền bỗng nhiên nghe được thanh âm to, rõ của một nam tử từ bên ngoài khách điếm truyền đến khách nhân trong khách điếm nghe rõ đây ngày mai cử hành đại hội đoạt bảo chia làm hai tổ tiến hành tu sĩ của bồn quốc cử hành tại ngọn núi phía tây yến linh bảo còn tu sĩ nước khác thì ở tại ngọn núi phía đông mời các vị sáng sớm ngày mai tham gia đúng giờ quá thời gian mà không đến theo quy tắc sẽ tự động tước bỏ quyền thi đấu âm thanh này lặp lại liên tục ba lần sau đó tựa hồ người mới rời đi hàn lập nghe nói như thế liền dùng mình nhưng sau đó vẫn không thèm để ý đẩy cửa đi ra ngoài trở về phòng của mình đem tu sĩ của hai nước tách ra khỏi trận đấu hàn lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn dù sao tu sĩ của bảy đại phái cùng với tu sĩ của nước khác đồng loạt tỷ thí khẳng định sẽ xảy ra không ít những việc rắc rối tâm lý bài ngoại này ở bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau tình hình rằng co trong trà lâu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được hàn lập một mặt suy nghĩ một mặt khoanh chân ngồi xuống giường chuẩn bị đả tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội đoạt bảo ngày mai Tại một gian nhà nào đó của người dân trong Yến Linh Bảo, nam tử Diễm Lệ ngồi ở trên ghế, trước mặt có vài tên nam nữ đang cung kinh bẩm báo với hắn điều gì đó, mà nam tử này mặt không chút thay đổi lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, chẳng biết vì sao lại cười lạnh. Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía tây Yến Linh Bảo, khoảng vài tên quỷ linh môn mặc áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi, thỉnh thoảng lại chôn xuống đất một vài thứ mà thiếu chủ quỷ linh môn cùng với hai vị tu sĩ kết đan kỳ ở giữa không trung lạnh lùng nhìn mọi thứ ở phía dưới. Thế nào, âm hỏa đại trận tạm thời này bị yếu đi nhiều như vậy, nhưng cũng có hiệu quả chứ? Thiếu chủ quỷ linh môn đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu môn chủ yên tâm, tuyệt không có vấn đề gì, tuy chỉ là trận pháp tạm thời thôi nhưng có huynh đệ chúng ta chủ trì nên công hiệu vây khốn địch nhân có thể phát huy được một phần. Đương nhiên nếu trong trận có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hoặc là có pháp khí dị uy lực kinh người thì rất khó nói. Nhưng có thể khẳng định đa số tu sĩ không có năng lực thoát thân. Lão giả trong lý thị huynh đệ ho khan vài tiếng, có chút run run rẩy rẩy nói. Ừm, um, vậy thì ta không lo lắng nữa. Quỷ linh thập nhi vệ mà ta mang theo cũng không phải là không có việc gì làm, với thực lực của bọn họ thì đối phó với mấy con cá lọt lưới này khơi khơi vẫn có thừa. Thiếu chủ quỷ linh môn không lo lắng nói. Lý thị huynh đệ nghe vậy, thấy không có vấn đề gì nữa nên cũng không hề lên tiếng. Kỳ thật, nếu không phải đem hồn phách cùng nguyên thần của các tu sĩ này bảo tồn đầy đủ thì huynh đệ bọn hắn đã trực tiếp ra tay, đem một ít tu sĩ trúc cơ kỳ này tiêu diệt, không phải là một việc nhỏ thôi sao, đâu cần phiền toái như thế này. Hai người Lý Thị Huynh đệ ngạo nghễ thầm nghĩ, trong mật thất của Hoàng Phong Cốc tại Thái Nhạc Sơn Mạch ở ngoài ngàn dặm, có bảy tám tu sĩ kết đan kỳ đang hội tụ cùng một chỗ. Đều mang vẻ mặt khẩn trương nghe một vị lão giả mang áo màu vàng dâu tóc bạc trắng đang nói cái gì đó, sắc mặt mỗi người theo lời nói của lão giả cũng biết đổi không ngừng. Sư phó Lý Hóa Nguyên của Hàn Lập, Hồng Phất Tiên cô cùng vị lôi vạn hạc mập mạp kia đều có trong đó, thần sắc cũng đồng dạng cực kỳ bất an không lâu sau khi các tu sĩ đi ra khỏi mật thất thì cả hoàng phong cốc hoàn toàn trở nên náo động. Trên không trung các loại pháp khi bay đầy trời, ở địa phương thấp hơn một chút, từng làn sóng tu sĩ đang lộn xà lộn xộn. Sau một đoạn thời gian các tu sĩ nhanh chóng tập hợp thành từng đội xuất phát từ hoàng phong cốc ngay trong đêm đó, riêng rẽ bay đi các địa phương nào đó. Một màn như vậy, đồng dạng cũng diễn ra ở sáu phái còn lại, hơn nữa trong lúc đó người đưa tin giữa các phái thường xuyên qua lại không ngừng, tựa hồ trong đêm đó, tu tiên giới của cả Việt quốc trở nên đằng đằng sát khí. Mà các gia tộc lớn nhỏ của Việt quốc đều trong mấy ngày sau đó đều lục tục nhận được một phong thư do trưởng môn của bảy đại phái cùng ký tên, yêu cầu tất cả đệ tử kiệt xuất của các gia tộc đến đợi lệnh, nếu không tuân theo sẽ bị chấp pháp đội bảy đại phái tiến hành diệt tộc. Đương nhiên, ba ngày sau điều lệnh mới đến Yến gia. Hàn lập cùng với tu sĩ của bảy đại phái bởi vì ở quá xa tông phái nên tự nhiên chẳng hề biết những chuyện này. Cho nên khi ngày thứ hai vừa mới bắt đầu thì một số tu sĩ đã sớm đi đến ngọn núi nhỏ ở phía tây Yến Linh Bảo. Nơi đây đã xây dựng một tòa pháp trận thật lớn, ở trong có hai gã trung niên mặc trang phục của Yến ra đang nhắm mắt ngồi. Mà tại phía xa pháp trận có một cái đài đất không cao, trên đó đồng dạng cũng có vài người của Yến ra bị vũ khí ẩn ẩn che khuất, đang đứng nghị luận điều gì đó. Xem ra là đợi sau khi các tu sĩ đều đến đông đủ mới có thể bắt đầu đại hội. Hàn Lập cũng đã ở đây, hắn cũng không có cùng với Đồng Nguyên Nhi đến, mà theo thói quen tự mình đi trước một bước, vừa lúc đó gặp trung niên cự kiếm môn ba tính, hai người tự nhiên tán gẫu với nhau vài ba câu. Ba huynh, pháp trận này dùng để làm gì huynh biết không? Hàn lập sau khi dò xét đại pháp trận vài lần, thấy có chút chướng mắt, sau khi tán gẫu một chút, không khỏi hướng đối phương hỏi một cậu. Thật hổ thẹn, tại hạ đối với trận pháp cũng không có am hiểu nhiều lắm. Nhưng có thể là cấm chế bảo hộ gì đó, dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta khi tỉ thí, khẳng định sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này, nếu không thì tòa tiểu sơn này sao có thể chịu được sức ép của chúng ta. Ba tính sờ sờ cầm, không thèm để ý nói. Nga, đích xác rất có thể. Hàn lập tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cảm giác được một cổ khí tức bất an ẩn ẩn trong pháp trận, điều này không hề có quan hệ với sự nông sâu của pháp lực, tất cả đều là một loại cảm ứng trực giác của hắn. Hàn lập nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía, lúc này đã có hơn 30 tu sĩ đến, Đạo sĩ của Thanh Hư Môn cùng với nữ tử phương tính của Thiên Khuyết Bảo cũng đã lục tục đi đến nơi đây, hơn nữa còn tụm năm Tum ba nói nói cái gì đó. Hàn huynh đệ, chúng ta cũng qua chào hỏi mọi người đi. Người xem vô tử bọn họ cũng ở đây rồi. Ba tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng Hàn Lập đề nghị. Ba huynh cứ đi là được, tiểu đệ còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rầy các vị. Hàn Lập nhẹ nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ, thật sự sẽ làm cho người ta để ý vị tu sĩ cự kiếm môn này nhún nhún vai, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn một mình rời đi, dù sao cơ hội để giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác phái cũng không có nhiều lắm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàn lập nhìn thấy ba tính đi về phía đối phương, hắn cũng không ở lại tại chỗ, mà theo thói quen tìm một góc hẻo lánh cách xa ma pháp trận nhất rồi đi tới. Sau đó lạnh lùng quan sát kỹ nhất cử nhất động của các tu sĩ khác. Hơn nửa canh giờ sau, Đồng Huyên Nhi với Phong Sư Huynh rút cuộc cũng tới nơi đây. Hơn nữa liền gia nhập vào một nhóm người mà tất cả đều là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, trong chốc lát liền như cá gặp nước khiến cho vài tên nam đệ tử nóng rực lên, mà tên Yến Vũ vốn nửa bước không rời kia lại không vô ảnh vô tung, điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Lúc này, 10 người mặc trang phục của Yến ra đứng trên đài đất thật ra đều là tu sĩ của Quỷ Linh Môn, đang đếm nhân số ở trường đấu. Thiếu chủ, còn thiếu hai người không có đến, hơn nữa, thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta có tiếp tục chờ hay không? Sau khi đếm xong, một tên tu sĩ quỷ linh môn hướng thiếu chủ bẩm cáo. Không cần đợi nữa, lập tức thông chi cho hai lão mở đại trận, nếu qua thêm một chút thời gian nữa chỉ sợ tu sĩ có chút thông minh liền nhận thấy được điều không ổn, vậy thì càng không xong. Cho nên hai gã tu sĩ không đến kia cho số 8 và số 12 trong thập nhị vệ đi đuổi giết. Mặc kệ vì sao chúng không đến nhưng cũng không thể để cho sống sót mà rời đi khỏi Yến Linh Bảo. Thiếu chủ quỷ linh môn một chút cũng không trần trừ, lập tức hạ lệnh, sát ý bộc phát. Chương 260, quyển 6. Tu sĩ bên người thiếu chủ Quỷ Linh môn lĩnh mệnh đi tới chỗ ngồi lý thị huynh đệ được ngụy trang trong pháp trận, nhưng sau đó sắc mặt chợt biến, xoay người lại xin chỉ dẫn của hắn. "Thiếu chủ, hai vị trưởng lão nói có ba gã tu sĩ cách trận quá xa, không thể cầm chế ba người đó trong pháp trận, xin thiếu chủ nghĩ chút biện pháp dẫn bọn họ đến gần hơn một chút mới được." Hắn trong mắt có chút ngạc nhiên, thầm nhíu nhíu nghi. Tình huống loại này nằm ngoài dự kiến của hắn. Theo lý thuyết mà nói thì phạm vi cấm chế của âm hỏa đại trận tạm thời này không nhỏ, thế nhưng lại có người không ở trong đó, thật là có chút cổ quái. Nghĩ vậy, Vương Thiền hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên ở ngoài phạm vi khống chế của pháp trận phát hiện có ba người. Trong đó có một nam một nữ là tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông, đang thân thân thiết thiết riêng tư với nhau dưới một gốc đại thụ ở góc đông bắc của đại trận, có vẻ gian tình nên tránh xa mọi người. Người còn lại là một gã thanh niên áo vàng, tướng mạo bình thường đang nhàn nhạt nhìn chăm chú khắp ngọn núi, đúng là người cực kỳ cẩn thận hàn lập. Chính là ba người đó sao? Vương Thiền có chút đăm chiêu lẩm bẩm nói, trầm ngâm một chút, hắn nói khẽ với tu sĩ bên người vài câu gì đó, chỉ thấy tên thủ hạ này không ngừng gật gật đầu. Tiếp theo, vị tu sĩ quỷ linh môn mặc trang phục của Yến ra đi ra vùng sương mù trên đàn đất, sau đó đứng cách trận pháp không xa, bắt đầu lớn tiếng nói. Tất cả khách nhân đến tham gia đại hội đều đến báo danh đi, sau khi thống kê được nhân số thì đại hội đoạt bảo mới chính thức bắt đầu. Tiếng nói của người này lập tức khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến, tiếp theo không tự chủ được liền tụ họp lại hướng phụ cận của pháp trận đi đến. Cặp nam nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đi đến, tiến vào phạm vi cấm chế của trận pháp. Thấy cảnh này, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Vương Thiền không khỏi có chút nhếch lên, nhưng khi ánh mắt chuyển đến chỗ Hàn Lập ở phía tây thì nụ cười bên miệng lập tức ngưng trụ lại. Bởi vì Hàn Lập trong mắt hắn thân hình hoàn toàn vẫn bất động, không có chút ý tứ nào muốn đi tới báo danh, thậm chí hai tay còn ôm vai bộ dáng có chút hứng thú nhìn chúng tu sĩ dần dần tập trung lại một chỗ nam tử kia là đệ tử của phái nào sau cả nửa ngày vương thiền mới lạnh lùng hỏi xem trang phục thì đúng là tu sĩ của hoàng phong cốc tu sĩ quỷ linh môn ở bên tựa hồ đã nhận ra thiếu chủ có chút không vui cẩn thận trả lời bảo hai vị trưởng lão động thủ đi vị đệ tử hoàng phong cốc này thật có ý tứ giao cho ta hoạt động chân tay một chút cũng được vương thiền nhàn nhạt nói nhưng trong mắt đã có một cổ huyết sắc ẩn ẩn lưu động, phảng phất nhẹ nhẹ phát tán ra mùi vị huyết tinh. Vâng, thiếu chủ, vài tên quỷ linh vệ ở sau hắn dùng mình, cung kính đáp. Xa xa nhìn lại, Hàn Lập đứng ở một bên của sân Thạch, tựa hồ đang bộ dáng mỉm cười nhìn chúng tu sĩ đến báo danh. Nếu có người tiếp cận sẽ phát giác là hắn đang mỉm cười một cách cứng ngắt đầy miễn cưỡng. Hơn nữa trên trán cũng chảy ra nhiều giọt mồ hôi, sao những người của Yến ra lại là tu sĩ quỷ linh môn. Sau một lát quan sát, hàn lập như bị xét đánh phát hiện ra khi người của quỷ linh môn đóng giả làm người yến gia xuất hiện thì hàn lập cũng không hề nghi ngờ gì thậm chí sau khi nghe đối phương yêu cầu đến báo danh thì hắn cũng đã định tiến tới nhưng trong khoảnh khắc người ở phía sau phất tay chào đón các tu sĩ thì hàn lập đã giật mình phát hiện người của yến gia này lại có móng tay màu xanh biếc dài gần nửa tấc giống như đúc với móng tay của tên quái nhân tóc vàng quỷ linh môn này đó hàn lập rất kinh ngạc lập tức giống như bị gáo nước lạnh dội vào đầu hàn ý trong lòng tăng nhanh người bình thường sẽ không để móng tay màu xanh biếc chẳng lẽ người nọ là trong lòng hàn lập kinh hãi đưa ra một phỏng đoán khó có thể tin được sau đó tự nhiên không chịu bước về phía trước một bước trong khi hắn kiệt lực bảo trì khuôn mặt mỉm cười thì ánh mắt đồng thời cũng hướng xung quanh tiến hành dò xét nhưng chung quanh hắn tựa hồ rất bình thường không giống có người mai phục chẳng lẽ móng tay của người nọ chỉ là sự trùng hợp ý tưởng này vừa xuất hiện hắn lập tức phủ định trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy. Hơn nữa cho dù là trùng hợp đi chăng nữa thì hắn cũng không định đi mạo hiểm, đặc biệt là cái pháp trận kia xem ra có điều gì đó không đúng. Nghĩ như vậy Hàn Lập không hề do dự, thần phong chu lập tức xuất hiện trên tay nhưng chưa đợi hắn thoát đi. Không thể tưởng được, người tuổi không lớn nhưng còn sáng suốt. Nhanh như vậy liền nhìn ra sơ hở để chạy trốn, đừng tưởng là có thể cứu được mình. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, không trần trừ mũi chân liền điểm xuống đất, thân hình đột nhiên bắn ra phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo một tay vỗ lên người, nhất thời một vòng bảo hộ màu đỏ đem hắn bao lại bên trong, đồng thời bên trong lại có thêm một tầng bảo hộ màu xanh có những mũi nhọn xuất hiện. Lúc này trong không trung truyền đến một âm thanh kinh ngạc, không biết là vì tán thưởng phản ứng cực nhanh của Hàn Lập hay là vì có chút ngạc nhiên khi hắn dùng kỹ xảo đồng thời phóng ra hai tầng vòng phòng ngự. Hàn Lập sau khi nghe âm thanh này mới thoáng an tâm đôi chút, sắc mặt ngưng trọng hướng không trung nhìn lên chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng trong không trung có một người bận lục bào, mang mặt nạ màu bạc đang đón gió đứng thẳng trên một thanh cự xoa dài hơn một trượng, mà toàn thân cự xoa màu xanh biếc này còn có một tầng hắc khí phát tán ra bốn phía, làm cho người xem trong lòng phát lạnh không thôi. Gặp phải cảnh này, Hàn Lập trong lòng lạnh cả người một trận, không thể kiềm chế được thốt lên. Thiếu chủ quỷ linh môn, hắc hắc, xem ra không cần giới thiệu thêm nữa, người rất giỏi khi nhận ra ta, Tuy nhiên người đã chủ động tiến vào trong trận thì chỉ còn sống trong chốc lát, hãy để ta lập tức rút lấy hồn phách của ngươi. Huyết sắc trong mắt của Vương Thiền so với lúc ở tại đài đất thì lớn hơn rất nhiều, hai mắt hiện tại đã đỏ hơn phân nữa, ẩn ẩn phát ra vài tia thú tính. Điều này làm cho Hàn Lập lướt mắt nhìn thì trong lòng kích động không thôi, chẳng biết đối phương tu luyện loại mật pháp đáng sợ nào đây. Chẳng qua, khi nghe đối phương nói điều gì đó về trong trận làm Hàn Lập không khỏi nghiêng mắt nhìn, kết quả tình cảnh thu được làm sắc mặt của hắn âm trầm thật đáng sợ. Chẳng biết khi nào lại xuất hiện một bức màn thật lớn màu đen, lấy pháp trận làm trung tâm bao phủ hơn trăm trượng, tất cả đều bị bao phủ. Bên trong tràn ngập sương mù nồng đậm màu đỏ đen, làm cho người ta không thể nhìn thấy tình trạng bên trong một chút nào, hơn nữa còn vô thanh vô tức, không hề có tiếng vang phát ra, phảng phất như là không hề có một người. Mà bốn phía quanh hắc quang có tám gã tu sĩ si áo xanh đứng. Bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ ở trong đó, căn bản là không hề liếc mắt nhìn thiếu chủ bên này một cái xem ra thủ hạ của tên thiếu chủ này đối với hắn tin tưởng 10 phần. Hàn lập liếc nhìn xong liền thu hồi ánh mắt cực nhanh, hắn không dám phân tâm thêm nữa. Tuy bộ dáng vị thiếu chủ này chỉ là chúc cơ trung kỳ nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Một khi không cẩn thận thì mình sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Nghĩ như vậy, hàn lập một tay hé ra ngoài, một điểm bạch quang theo lòng bàn tay vọt ra, tiếp theo đón gió lớn lên, đảo mắt đã biến thành một cái khiên hình vảy cá màu trắng, ngăn ở trước người tay khác vung ra, quảng thần phong chu ra phía sau bảy tám trượng để nó từ từ phiêu phù trong không trung. Về sau theo như Hàn Lập đã định, đương nhiên là sẽ lên thần phong chu chạy khỏi nơi đây, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đánh bừa với tên thiếu chủ này. Trước đừng nói là đánh không lại thiếu chủ của một phái, cho dù là đánh lại đi chăng nữa thì sau lưng người ta còn một đống người trợ giúp nữa. Hắn làm gì có được bổn sự như vậy, cũng sẽ không làm cái loại ngốc nghếch đó. Đối với Hàn Lập mà nói thì chạy nhanh trở về Hoàng Phong Cốc, đem sự tình của quỷ linh môn cấu kết với Yến ra trình báo một chút. Cũng chính là khả năng mà mình có thể làm được, cho nên sự an toàn đồng huyên nhi cùng với phong sư huynh cũng chỉ có thể trong cậy vào sư phó của bọn họ tự mình đến cứu thôi. Vương Thiền thấy những hành động này của Hàn Lập, lại điên cuồng cười ha ha, ẩn ẩn lộ ra hàn ý làm Hàn Lập phát lạnh. Muốn chạy, ngươi chạy đi đâu, chết cho ta. Nói xong, thân hình hắn ở trên xoa đột nhiên quay vòng phút chốc xuất hiện một cổ hồng vụ nồng đậm màu máu tươi tranh nhau toát ra trên người, tiếp theo liền hóa thành một đám mây máu cao đến vài chục trượng, khí thế hung hung quét đến Hàn Lập. Hắn thấy vậy rút cuộc không dám trần chờ, liền nhảy lên thần phong chu, linh lực hoàn toàn triển khai, trong chớp mắt cả chiếc thuyền mang người hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng lên trời bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử, người còn không biết là độn thuật của huyết linh đại pháp nhanh đến mức nào, người căn bản không thể có khả năng trốn thoát. Vương Thiền cười điên cuồng, theo sát sau thân Hàn Lập. Tuy không có quay đầu lại nhưng Hàn Lập vẫn có thể cảm giác được âm thanh của đối phương, tựa hồ càng ngày càng gần mình. Độn thuật của người này so với tốc độ toàn lực của thần Phong Chu còn muốn nhanh hơn một chút, sắc mặt của Hàn Lập đã có chút phát xanh. chương 261, Huyết Linh Đại Pháp, trong nháy mắt, những bạch quang Hàn Lập hóa ra vào huyết vân sau lưng đã một trước một sau đuổi tới, nhưng mà cự ly giữa hai người đã dần dần kéo gần còn khoảng mười mấy trượng. Hàn Lập lòng thầm kêu khổ không thôi, không hề biết Phương Thiền đang điều khiển huyết phân phía sau cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, huyết độn thuật của huyết linh đại pháp tuy không dám xưng là đệ nhất lục tông, nhưng tốc độ tuyệt đối xếp trên bí pháp của ngũ tông còn lại, nhanh hơn nhiều so với những loại đỉnh cấp pháp khí phi hành thông thường. Nhưng ngày hôm nay, hắn toàn lực phi độn lại nhất thời không cách gì bắt được kẻ đang thúc đẩy tiểu châu bay thoát đi là hàn lập. Phương Thiền cảm thấy bất ngờ, đồng thời sát ý trong lòng cũng càng nặng hơn. Hàn Lập cũng biết, cứ tiếp tục chạy lồng lên như vậy thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà khẳng định mình sẽ bị đối phương cắm đầu cắm cổ đuổi kịp, bắt buộc phải làm cái gì đó mới được. Vì vậy tay mò trong bao chữ vật, vừa đụng vào thì liên châu hỏa cầu phù đã xuất hiện trong tay. liền sau đó, thân ảnh hơi khựng lại một chút, không thèm suy nghĩ gì đã ném vài tờ về phía sau rồi tiếp tục chạy như điên, phía sau lập tức chuyển đến tiếng nổ đùng đùng. Hàn lập cầm lòng không đặng mảnh đầu liếc về phía sau chỉ thấy đoạn đầu của huyết vân cuồn cuộn như sóng dữ, tựa hồ đã bị nổ tan tác khá nhiều, lơ thơ một vài cái, còn lờ mở hiện ra thân hình của thiếu chủ của quỷ linh môn. Hàn lập trong lòng rất mừng, đang muốn đem mấy tờ còn sót lại kích phát ra thì vương thiền đang ở trong huyết vân đột nhiên phất tay, một đạo lục quang phóng thẳng đến hàn lập, từ nhỏ biến thành lớn dần, thật không ngờ lại là phi thoa pháp khí mà vương thiền vốn đạp dưới chân. Hàn lập bất đắc dĩ đem phù lục trong tay lập tức chuyển hướng bay đến cây thoa màu xanh thay vì huyết vân, hai ba mươi quả hỏa cầu liên tiếp nổ tung, đem cự thoa phát ra hắc khí kia đánh lộn nhào mấy lần liên tục, nhất thời không cách gì lại gần hắn. Nhưng trong thời gian chậm trễ ngắn ngủi, huyết phân trước mặt đã khôi phục lại hình dáng, lại một lần nữa lồng lộn phóng tới. Chính vào lúc này, trong miệng vương thiền đột nhiên phát ra mấy tiếng hú ngút trời, kèm theo tiếng hú xé trời này, huyết phân bỗng chợt phình to lên, trong chớp mắt đã bao phủ khắp bầu trời, không ngờ có cả uy thế che lấp cả thiên địa nhật nguyệt. Ngay sau đó, huyết vân cuồn cuộn này tốc độ lập tức tăng cao gấp mấy lần, như sóng cả điên cuồng trong chốc lát đã quét từ phía sau đến phía trước thần phong châu, lại còn lan ra rất nhanh, trong chớp mắt đã bao vây hàn lập cả người lẫn pháp khí giữa không chung. Hàn lập kinh hãi, vội vàng dừng thần phong châu, thiếu chút nữa là đâm sầm vào huyết vân, từ trong túi chữ vật lôi ra một cặp pháp khí đen thui giống như móng vuốt vậy. Lúc này... Cây thoa quỷ dị màu xanh lục từ phía sau vô thanh vô tức tấn công lần nữa. Đi, hàn lập giống như sau lưng mọc mắt, trầm giọng gầm một tiếng, đem đôi pháp khí đó ném về phía sau. Vừa ra khỏi tay, cặp móng vuốt này bèn lập tức hóa lớn mấy trượng, mạnh mẽ chụp về phía cây thoa màu xanh lục đang tấn công tới. Lục thoa không hề chịu kém, phóng ra mấy cỗ hắc khí trên đầu mũi thoa, trong chớp mắt đem cự chảo quấn mấy lớp trong đó, xem ra không cách gì động đậy chút nào. Hàn lập thấy vậy liền bắt quyết, đôi cự chảo đó chợt phát ra một hắc mang dài mấy xích một xích bằng một phần ba mét soàn soạt một hồi liền đem hắc khí quanh mình xé nát không còn thành hình được nữa không tệ không tệ quả nhiên không phải đỉnh cấp pháp khí phổ thông không ngờ có thể dễ dàng phá vỡ âm ma ti của bích âm thoan này xem ra thật không uổng công ta đích thân ra tay một lần này âm thanh của vương thiền phiêu hư bất định từ bên ngoài huyết vân vang đến đồng thời cây thoa màu xanh lục sau khi phát ra một tràng tiếng u u liền lùi về biến mất trong huyết vân không thấy tung tích Hàn Lập cũng đem đôi đỉnh giai pháp khi Ô Long đoạt được luyện chế bằng máu giao long này thu về trước người, cảnh giác nhìn chung quanh. Hắn bây giờ đã hoàn toàn bị gói trong huyết sắc che lấp ánh mặt trời, cũng không có bất kỳ một kẽ hở nào có thể chạy thoát, trong không khí chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu muôn ói. Xem ra, không dùng sức mạnh để mở ra một thông lộ thì không có cách gì thoát thân rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, bèn muốn phóng Ô Long đoạt ra lần nữa. Nhưng hắn chưa có hành động thì trong huyết phân phía trước đột nhiên cuồn cuộn tiếp theo sau đó nhảy ra hai quái vật màu đỏ như máu đang nhe nanh múa vuốt. Hai quái vật này có sừng ngắn, một cái đuôi nhọn, hai con mắt đỏ quạch y như vương thiền, dương móng vuốt sắc bén hướng về Hàn Lập vô tới. Đây là, Hàn Lập lần đầu tiên thấy yêu thú này, xem bề ngoài lại y hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết, khiến Hàn Lập trong lòng sợ hãi, hoang mang đem ô long đoạt phóng ra, mỗi chảo chộp một cái, nhẹ nhàng đem tiểu quỷ bóp nát, một lần nữa hóa thành huyết vân bay về chỗ cũ. Hàn Lập an tâm một chút, thì ra cũng không khó đối phó a Nhưng ý niệm này của Hàn Lập còn chưa đi qua, tiếng cười chế giễu của Vương Thiền từ bốn phương tám hướng đã chuyển đến. Ha ha, các hạ đừng lơ là quá sớm. Huyết quỷ của huyết linh đại pháp của ta có thể không đơn giản như vậy là có thể giải quyết được đâu, trò vui tiếp theo mới bắt đầu thôi. Nghe lời này, Hàn Lập trong lòng nặng trĩu nhưng tâm trí của hắn cũng coi là vững như bàn thạch, cũng không vì lời nói của đối phương mà khinh động, không kể 3721, dùng pháp khí xoay tiết đập mạnh về hướng huyết phân. Hàn lập trong lòng vừa mừng, nhưng trong chớp mắt, đôi ô long đoạt bỗng đờ ra, lắc lư như là sắp mất khống chế rồi. Hàn lập đại kinh, lập tức thu lại toàn lực pháp khí, rốt cuộc trước khi hoàn toàn mất đi khống chế cũng đem ô long đoạt hút ra khỏi huyết phân, bay trở về bên mình. Ý, pháp khí này của ngươi lại không linh huyết của ta làm ô nhiễm, bổn thiếu chủ càng muốn lấy được. Vương thiền kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó không giấu giếm mà lộ ra ý tham lam. Lúc này, huyết phân ở bốn phương tám hướng cũng đồng thời nổi dậy cuồn cuộn, sau đó từ bên trong huyết quỷ con này nối tiếp con kia bỏ ra, bọn chúng chen lấn tranh nhau vồ về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập thần sắc đờ đẫn, múa đôi ô long đoạt đến mức mưa gió không xuyên được, khiến cho đám huyết quỷ vừa đụng vào liền bị cắt nát, lại biến thành huyết phân. Lúc Hàn Lập một hơi tấn công giết liền hơn trăm huyết quỷ thì thấy quỷ vật từ khắp mọi phương hướng vẫn đang ồ ạt không ngừng được sinh ra, trong lòng thở dài. Quả nhiên tình hình tồi tệ nhất xuất hiện, mấy quái vật này chém giết không hết, tiêu diệt được một con thì từ trong đám huyết vân kia vẫn sẽ lại sản sinh ra một con khác, luôn luôn duy trì khoảng 30 mấy con. Xem ra quỷ linh môn thiếu chủ chính là muốn làm cho hắn tiêu hao đến chết ở đây. Nghĩ đến đây, Hàn Lập tự nhiên không chịu cứ tiếp tục như vậy. Hắn dùng tay vỗ lên túi chữ vật, lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, cũng có khoảng 7-8 cái. Sau đó, một hơi ném toàn bộ về một bên huyết vân, ngay lập tức, hỏa cầu băng chùy các loại xối xả bay đến, lại thêm bản thân Hàn Lập còn trong chớp mắt phát ra mấy hỏa xà bám sát theo sau. Sau khi liên châu hỏa cầu bay đến lúc này có thể đánh tan một chút huyết vụ, Hàn Lập sớm nhớ thầm trong lòng, bây giờ kỳ vọng chút pháp thuật này có thể giúp hắn đánh mở một thông đạo đi ra. Muốn trốn vậy sao? Giọng nói thấp trầm u ám của Vương Thiền hét lên. Trên người Hàn Lập bỗng nhiên có nhiều phù lục như vậy thật sự vượt ngoài dữ liệu của hắn. Dầu gì sơ cấp phù lục thì trừ bậc cao ra, những cái khác đối với tu sĩ trúc cơ kỳ có lẽ không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng mà vị quỷ linh môn thiếu chủ này cho dù tâm cao khí ngạo nhưng vẫn không dám để cho huyết phụ của mình đi ngạnh tiếp mấy pháp thuật này, dầu gì huyết linh đại pháp của hắn chỉ luyện thành hai tầng mà thôi, có thể không thể chịu nổi oanh tạc đại trà của nhiều pháp thuật như vậy. Về phần công kích của pháp khí, bởi vì đặc tính ô uế của huyết vụ, hắn ngược lại không lo sợ gì nhiều. Theo tiếng thét của Vương Thiền, một vài khô lâu đầu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong huyết vân trước khi mấy pháp thuật này đến, sau đó đồng thời há miệng, mấy cỗ hắc khí phun ra, lập tức ngăn chặn mấy pháp thuật đã đến trước mặt. Kết quả sau một tràng bùng bùng điên cuồng, trừ mấy khô lâu đầu này lắc lựa vài cái, huyết vân sau lưng bọn chúng không động một tí nào. Hàn lập sắc mặt nặng nề, bất giác nhíu mắt nhìn về những phương hướng khác. Nhưng chưa đợi hắn ra tay thì huyết vân ở các phương hướng khác cũng đồng dạng xuất hiện hắc sắc khô lâu đầu. Tiếng cười lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền đến, người tưởng là vẫn có thể chiếm cơ hội à, hãy ngoan ngoãn làm bữa trưa trong miệng huyết quỷ đi. Ta thật sự muốn xem xem kết cục các hạ bị huyết quỷ chia nhau ăn, dám chắc cảnh máu me đầm đìa kia khẳng định sẽ cực kỳ tuyệt vời, ta thật là nôn nóng muốn xem. Sau khi tiếng cười ngặt nghẽo của vị quỷ linh môn thiếu chủ một lần nữa truyền lại, ý điên cuồng cực kỳ rõ ràng. "Đồ điên." Hàn Lập một bên sai khiến Ô Long đoạt ứng phó với huyết quỷ đang một lần nữa hóa hình xuất hiện, một bên mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra mà cấp bách nghĩ kế sách ứng phó. Hàn Lập bây giờ đã lấy ra một khối linh thạch bậc trung nắm chặt trong bàn tay, bắt đầu bổ sung một chút pháp lực. Dầu gì đám huyết quỷ siết chặt liên miên không ngừng như vậy thật sự khiến cho hắn đường đường là chút cơ kỳ tu sĩ cũng cảm thấy ăn không tiêu vô cùng. Mà Vương Thiền, đang ngồi xếp bằng tại đỉnh cao nhất của huyết phụ, không ngừng bấm quyết liên tục thúc sinh ra huyết quỷ, trong lòng cực kỳ thư thái. Tu sĩ Hoàng Phong Cốc này tuy pháp lực không cao nhưng pháp khí trên người thì đúng là có hơi cổ quái, xem ra có vẻ rất không tệ, Vừa nghĩ đến chuyện sau trận này thì pháp khí ở trong túi mình lại sẽ có thêm vài kiện tinh phẩm, trong lòng hắn không khỏi có hơi đắc ý, ngay cả tính điên khác máu trong lòng hắn cũng tựa hồ giảm nhẹ không ít. Đột nhiên một tiếng bụp trong huyết vân, xuất hiện một cỗ xương nồng đậm màu xanh đỏ, trong chớp mắt liền giấu thân hình hàn lập vào trong, còn chậm chậm mở rộng ra, không lâu cũng đã bao trùm những huyết quỷ vào trong, lại còn pha lẫn với huyết vân ở gần đấy. Vương Thiền bắt đầu kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bèn phát hiện mê vụ xanh đỏ này vừa tiếp xúc với huyết vân của mình liền lập tức sẽ bị huyết vân hấp nạp, mới an tâm trở lại. Mê vụ vì bị huyết vân không ngừng hấp nạp nhưng sau một thời gian ngắn vẫn có vẻ một chút cũng không thấy thưa thớt. Vũ khí màu xanh đỏ nồng đậm đó làm cho vị quỷ linh môn thiếu chủ này thủy chung không cách gì nhìn rõ hành vi lúc này của Hàn Lập, khiến cho hắn trỗi dậy lòng nghi ngờ. chương 262, thoát thân, chốc lát, trong huyết vân vẫn là một cuống xương mù mờ mịt, không tiếng động gì, mấy tiểu quỷ chỉ cần lại gần chỗ xương mù đậm đặc nhất liền bị cắt nát, chẳng dò thám được bất cứ động tĩnh gì. lúc này vương thiền không thể ngồi yên được nữa, đôi bàn tay của hắn vừa bấm quyết, mấy khô lâu đầu đang lơ lửng trên bề mặt của huyết vân há lớn miệng, mấy chục cổ hắc quang to cỡ cái bát đồng thời phun ra từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của hàn lập. một tiếng bùm khẽ chấn động, trong mê vụ lờ mờ có bạch quang lấp lánh. lúc hai đạo hắc bạch quang mang va chạm kịch liệt, một bức màn ánh sáng màu trắng như có như không xuất hiện trong mê vụ, khiến cho thiếu chủ của quỷ linh môn hơi sợ hãi, nhưng liền nghĩ ngay tới việc Hàn Lập vừa vào đã dùng ngay lân thuẫn màu trắng đó. Vương Thiền nhíu nhíu mày, trù trừ một lúc xong lại lẩm bẩm tự nói. Chứng kiến nhiều tinh phẩm pháp khí muốn tới tay như thế này, thì đành tổn thất chút tinh huyết thôi. Tránh bị tiểu tử này thi triển quỷ kế gì đó mà chạy mất. Nói xong, Vương Thiền đột nhiên đem ngón trỏ tay phải để chỗ khóe miệng, cắn nhẹ một cái, sau đó từ lỗ thủng nặn ra một giọt máu tươi đặc quánh, nhẹ nhàng nhỏ vào trong huyết phân bên dưới tiếp theo hai tay cắm sâu vào trong huyết phân tập trung tinh thần thúc động công pháp trỗi dậy theo chú ngữ trong miệng vương thiền trầm chậm, chậm niệm ra huyết phân màu đỏ tươi vốn đang bao vây hàn lập từ từ chuyển động càng lúc càng nhanh từ từ siết chặt tại trung tâm mà huyết quỷ lại tự động tan chảy biến mất không còn dấu vết mê vụ màu xanh đỏ theo huyết phân xoay nhanh nhanh chóng bị huyết phân cuốn theo và sáp nhập vào trong làm cho bên trong càng lúc càng rõ ràng lộ ra một vòng ánh sáng màu trắng rất lớn phòng ánh sáng này lấy một tấm lân thuẫn màu trắng làm trung tâm làm thành một cái chén úp ngược đậy lại mà tại trung tâm dưới tấm màn ánh sáng hàn lập một tay nâng một tiểu đao có tay cầm hình dáng kỳ quái chiếu ra ánh sáng màu vàng kinh người còn tay kia đang cầm một sấp phù lục phát ra ánh sáng lấp lánh tư thế đang muốn tấn công ở bên cạnh còn lơ lửng hai quả cầu một xanh một đỏ tiếp tục tuôn ra sương mù màu xanh đỏ dày đặc tất cả đều bị vương thiền thấy rõ mồn một, một ngươi quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình hình này cười lạnh vài tiếng, đang muốn chế diễu vài câu. Nhưng hắn vừa mới phun ra được một chữ, thì chỉ thấy Hàn Lập bên dưới đột ngột vung tay, tiểu đao theo đó nhẹ nhàng bay xoẹt qua, hóa thành một vệt sáng màu vàng trói mắt dài mấy trượng, bắn thẳng đến Vương Thiền. Đồng thời lúc này, sắp phù lục ở trên tay kia cũng bị ném tới, giữa không trung hiện ra rõ ràng là mười mấy đạo hỏa long, nóng cháy hừng hực, toàn bộ tấn công lại. Tiểu tử, pháp khí không phá được huyết linh đại pháp của ta đâu, trừ phi vương thiền vốn không thèm để ý một lần nữa đem khô lâu đầu điều ra phun ra hắc khí nhưng đang lúc tự đắc nói đến hai chữ trừ phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó sắc mặt lập tức đại biến nhất hạc sung thiên bay khỏi huyết phân mà đồng thời lúc này mấy vệt sáng màu vàng kia kia phập phập bắn xuống liên tục đánh nát bấy mấy khô lâu đầu cản đường rồi cùng với hỏa long đồng thời đánh tan huyết phân từ chỗ mà hắn ngồi lúc đầu điên cuồng tuôn ra tiếp theo sau đó một đạo bạch quang từ khe hở bay ra cấp tốc bay về đường ánh sáng màu vàng theo sau cũng quay đầu bám sát đi theo nó phù bảo vương thiền vừa kinh vừa nổ quát hắn đã nhất thời sơ hở không nghĩ tới mục đích hàn lập vừa rồi sử dụng mê vụ chính là kéo dài thời gian để khởi dụng phù bảo nếu không dù cho đối phương có phù bảo hắn cũng sẽ tuyệt đối không để đối phương có thời gian phát động bất quá xác suất một chút cơ sơ kỳ tu sĩ có được phù bảo thật sự rất thấp đến nỗi hắn đã bỏ sót chuyện này tuy đối phương có phù bảo nhưng dựa vào thân phận thiếu chủ quỷ linh môn của hắn lại làm sao phải sợ chứ trên mình hắn cũng đem theo hai kiện phù bảo trong đó một kiện còn là phù bảo thuộc tính đặc thù phi thường hiếm thấy tự nhiên sẽ không để hàn lập chạy thoát như vậy vương thiền cực kỳ bực tức nhún mình bay vào huyết phân một lần nữa đem những huyết phân này cuộn lại thúc huyết độn truy đuổi nhanh như sau băng sau thời gian khoảng chừng đốt cháy một cây hương hàn lập đạp lên thần phong châu lạnh lùng nhìn chăm chú huyết phân lại một lần nữa sắp đến gần hắn bỗng vẫy một tay ngay sau đó một vệt sáng màu vàng bỗng chợt hồi mã thương xuất kỳ bất ý đâm ngược về phía sau bắn thẳng về hướng thiếu chủ quỷ linh môn đang ngồi trong huyết phân nhưng vương thiền sớm đã có phòng bị đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra một khô lâu đầu kim quang sáng lòa vừa mở cái mồm to đã ngoạm vệt sáng màu vàng trong miệng khiến cho nó không có cách gì tiến về phía trước thêm chút xíu nào hàn lập thất kinh vội vàng thâu lại mấy lần nhưng vệt sáng màu vàng đó ngoại trừ nhảy nhót trong miệng kim khô lâu đầu vài cái xong thì cũng không làm gì được nữa vương thiền cười gần vài tiếng huyết phân bên người lại một lần nữa dâng cao khiến cho hàn lập trong lòng rét run mắt thấy lại sắp lập lại màn bị vây khốn nhưng chính vào lúc này huyết phân bỗng nhiên xếp cờ ngưng trống vương thiền đang bấm quyết làm phép sắc mặt càng đại biến không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại mà còn lờ mờ phủ một lớp xanh đen hàn lập vẫn luôn chú ý đối phương thấy cảnh này mà sửng sốt Tiếp theo, thì thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ sợ hãi, giết một tiếng dài, ngay cả kim khô lâu đang rằng co với hàn lập cũng không màng, người bám chặt lấy huyết vân, nhanh như thiểm điện mà bay ngược theo đường cũ, khiến cho hàn lập ngơ ngác không thôi, vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hiểu gì hết. Chỉ có thể ngập ngừng đem kim khô lâu đầu cùng với vệt sáng màu vàng hóa thành hai đạo phù lục, dễ dàng thu vào trong tay. Sau đó dõi mắt nhìn về hướng vị thiếu chủ quỷ linh môn đang từ từ rời xa mất hút bóng dáng, không biết thế nào mới tốt bảo hắn đuổi theo sao hình như vẫn chưa có gan lớn như vậy. bất quá nghe tiếng giết từ từ nhỏ dần của đối phương, hàn lập tức thì hiểu ra điều gì đó, vội vàng thúc dục thần phong châu thay đổi phương hướng biến mất ở chân trời. không lâu sau đó, hàn lập vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới cực kỳ hối hận. hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về. đối phương đã trúng độc, mà lại là mạc sao chi độc kỳ độc vô bì. Toàn bộ việc này bắt nguồn từ việc đối phương cả gan đem một lượng lớn độc vụ do thanh hỏa trướng phóng ra hấp thu vào trong huyết phân. Một ít mê vụ này trong lúc tế luyện, có thể dựa theo yêu cầu của hắn, đem đan độc còn sót lại của hắc giao cùng luyện hóa trong đó. Hôm nay, khi một ít mê vụ bị hấp thu thì huyết phân cũng có một lượng lớn độc tố. Trong lúc phi đồn truy đuổi hàn lập, khẳng định là lúc bị vị thiếu môn chủ này vận công một lần nữa đã hấp thu vào trong người, vì vậy, hắn làm sao có thể không trúng độc, sau đó kinh hoàng rút lui. Hàn Lập càng nghĩ, trong lòng càng cực kỳ hối hận, càng nghĩ lại chuyện hôm nay, khẳng định là não của hắn có bệnh rồi. Một cơ hội thật tốt để chém giết cường địch, đoạt được càng nhiều bảo vật trên người đối phương, thì lại dương mắt bỏ lỡ, điều này thật khiến Hàn Lập có chút buồn bực. Bất quá, đối phương vì sao cả Kim Khô lâu đầu là một bảo lợi hại như vậy mà cũng không thu lại mà người đã chạy mất tiêu. Hắn vẫn có chút không hiểu. Hàn Lập không biết, gã đó cũng thận trọng vô cùng, Quỷ Linh môn thiếu chủ thấy tình thế bất diệu liền co giò chạy mất lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói. Mà ở bên hắn chính là hai kết bàn tu sĩ huynh đệ họ Lý đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực. Thì ra, Vương Thiền cuống cuồng chạy về được một đoạn đường thì gặp phải hai vị quỷ linh môn trưởng lão này, người đã bắt chọn lưới tu sĩ của bảy phái khác. Hai người họ bởi vì hơi không yên tâm cho an toàn của vị thiếu chủ, phải suy nghĩ chu toàn mới tìm được. Lúc này vừa thấy Vương Thiền bị trúng độc, dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm giúp hắn nhanh chóng bước độc ra. Mà vị thiếu môn chủ mà độc tính mới được giải này cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao mình trúng độc, nhưng hắn đem hành động vô ý của Hàn Lập biến thành việc cố ý xếp đặt cạm bẫy để lừa hắn. Điều này làm cho Vương Thiền, một kẻ trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại như vậy, hận Hàn Lập đến thấu xương, còn xem hắn là kình địch. Đã có hai cách nghĩ này, Vương Thiền có hơi không cam tâm bỏ qua, không thèm quan tâm đến thân thể vẫn còn hơi yếu nhược, một lần nữa theo phương hướng ban đầu đem theo hai lão giả điên cuồng truy đuổi mấy trăm dặm nữa, sau đó lại vẫn trắng tay quay về nhưng nỗi niềm ảo não trong lòng lại y như một cái xương cá vĩnh viễn nghẹn trong tim về cái phủ bảo kim khô đầu kia bởi vì đối phương đã cầm tức thời không cách gì thu lại được nên không thể không từ bỏ hắn ngược lại không để tâm lắm rốt cuộc đã sử dụng nhiều lần ước tính pháp khí đã chóng hết uy năng tuy bị hàn lập lấy đi cùng lắm là dùng một hai lần nữa thôi cũng không phải là hữu dụng lắm nhưng việc càng khiến hắn lửa phun ba trượng chính là vừa mới về tới đỉnh núi có sắp xếp mai phục thì có một tên quỷ linh vệ bẩm cáo với hắn là một nhóm người thuộc hợp hoan tông trong ma đạo lục tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng. Tuy không có người thương vong nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi rồi. Xem kiều dung xuất chúng như vậy của người lãnh đạo thì chính là Điền Bất Khuyết, con trai thứ hai của tông chủ hợp hoan tông. Một nhân vật độc ác, sau hắn một đời, thanh danh chắc chắc không dưới hắn. Sau khi nghe tin này, vương thiền tuy bề ngoài mục quanh chỉ hơi âm trầm một chút nhưng trên thực tế trong lòng lại tựa hồ như có cảm giác ói máu hàn lập và điền bất khuyết hai kẻ này coi như đã có tên trong danh sách cần phải giết của vương thiền đi nói cho yến ra lão tổ lập tức bắt đầu rút lui một hồi lâu sau đó vương thiền thở ra một hơi dài rốt cuộc lạnh như băng nói mà lúc này hàn lập một chút cũng không dám chậm trễ một mạch bay trở lại hoàng phong cốc nhưng giữa đường lại chạm mặt một nhóm tu sĩ của Hóa Đao Ổ và Yểm Nguyệt Tông đang lố nhố đi ra, sau đó dưới tuyên bố của tu sĩ chúc cơ hậu kỳ cầm đầu, hắn bất ngờ bị điều động đi. Chương 263, thực lực. Hàn Lập nhìn đi nhìn lại tờ khả trương điệu du lịch đệ trên tay do trưởng môn các phái ký tên mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Trưng điệu lệnh chắc là thật chứ không phải giả, bởi vì linh huy kia đại biểu cho trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được. Nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tòng sự như vậy. Từ miệng đối phương Hàn Lập đã biết được tin tức ma đạo lục tông xâm nhập, biết một trường đại kiếp tu tiên giới của Việt Quốc khó tránh khỏi. Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt Quốc thất phái có thể vượt qua cửa ải này hay không, nhưng trong đó những tu tiên giả sẽ bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn hàng vạn, ngay cả tu sĩ kết bàn kỳ cùng sợ là không ít người phải bàn toái nhân vong. Vì vậy vừa hay tin tức kinh người này, việc Hàn Lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ ngay lập tức rồi bế quang 10 năm không ra. Bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là một hy vọng hão huyền mà thôi. Thân là một đệ tử của thất phái, làm gì có thể dễ dàng thoát thân khỏi cuộc trường đại sát phạt này. Hàn Lập đang nghĩ ngợi, vị nam tu sĩ hiểm nguyện môn trước mặt người đã tuyên bố hắn đã bị trưng điệu lúc này mặt mày tươi cười nói. Vị sư đệ này phải chăng đã xem rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh và nơi tu luyện không, chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều. Hàn Lập định thần, nhìn tới nhìn lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn. Trong đó chúc cơ hậu kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, khiến cho Hàn Lập an tâm một chút, ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có độ khó cao gì. nghĩ đến đây, Hàn Lập ôm quyền nói: Hoàng Phong cốc Hàn Lập chúc cơ sơ kỳ, tuy cùng là chúc cơ kỳ tu sĩ, tu vị của nhau chỉ liếc một cái là biết. nhưng về việc lễ mạo, Hàn Lập vẫn phải thật thà nói ra, dầu gì đối phương có thể là chúc cơ hậu kỳ, tu vị so với hắn có thể cao hơn không chỉ một điểm hay nửa điểm, hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương. Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập có chút nghi hoặc hỏi. Huynh Đài làm sao khẳng định thân phận của tại Hạ không có vấn đề, trực tiếp chặn đường tại Hạ mà đưa ra trương điệu lệnh. Không phải chỉ dựa vào bộ y phục của Hoàng Phong Cốc chứ. Hàn Lập lúc đầu nhìn thấy đội tu sĩ của Hóa Đao Ổ và Yểm Nguyệt Tông, vốn là muốn đổi hướng tránh xa cho nhanh, nhưng không ngờ gã này cực kỳ tinh mắt, vừa lóe vài cái đã chặn đường rồi tuyên bố trương điệu mình. Ha ha, lần trước trong huyết sắc thí nghiệm, tại Hạ đã gặp qua sư đệ một lần, không ngờ vài năm không gặp, Hàn Sư Đệ đã thành công đến chúc cơ kỳ, đây chính là một chuyện đáng chúc mừng. Vị nam tử yểm Nguyệt Tông khoảng ba mươi mấy tuổi khẽ cười, nói ra một câu làm Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ. Các hạ, Hà, Hàn Lập bị đối phương nói như vậy, mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp lúc huyết sắc thí nghiệm. Tại Hạ Tuyên Nhạc, là một vị đối ngoại quản sự của yểm Nguyệt Tông. Lần trước, lúc ta theo nghề thường sư thúc dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kiệt tác làm người ta sừng sốt của Hàn Lập sư đệ lúc đó. Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói ra đầy thâm ý. Lúc này Hàn Lập mới giật mình nhớ ra, người này không ai khác chính là một trong bốn chúc cơ lĩnh đội của Yểm Nguyệt Tông, chỉ là hắn lúc đó đã không cách nào lưu ý rồi, vì vậy ấn tượng hơi mơ hồ. Nhưng Hàn Lập nghĩ lại, vừa nghĩ tới đã giật mình, năm ấy chỉ bất quá vội vàng thoáng gặp mà người này đã lâu như vậy vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra mình, thật hơi khó tin. Tại hạ biết, Hàn sư đệ đang vội vàng lên đi đường thế này, khẳng định có một chuyện gấp nào khác nhưng nhân thủ cho nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự không đủ, đành phải nhờ sư đệ có thể hiệp trợ một tay tuyên nhạc dùng lời lẽ rất khách khí nói. Nhưng Hàn Lập nghe lời này, khóe miệng giật giật một chốc, không thể không cười khổ, muốn nói. Ngươi là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại còn đưa trưng điệu lệnh ra. Ta có muốn không nghe cũng không được a. À, sợ là lời này vừa nói thì sẽ bị chụp một cái mũ kháng lệnh bất tùng. Hàn Lập nghĩ như vậy, lại nhìn tới nhìn lui ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại ở phía sau tuyên nhạc, chỉ đành miễn tướng đáp lời. Tuyên sư huynh đã nói như vậy, Hàn Lập dĩ nhiên tuân mệnh. Bất quá, tại hạ còn có một yếu sự phải bẩm rõ với bổn môn trưởng môn, mong tuyên sư hăn phái người đưa tin là được. Tiếp theo, Hàn Lập bèn đem toàn bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo, dành mạch chi tiết nói ra hết, còn chuyện mình làm sao thoát thân thì Hàn Lập đương nhiên chỉ nói lướt qua mơ hồ mà thôi. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến đám người tuyên nhạc nghe mà sợ sắm mặt. Bọn họ vội vàng phái hai đệ tử luyện khí kỳ, tách ra đi trước để đưa tin cho các phái, sau đó với thần sắc có chút khó coi, tiếp tục dẫn Hàn Lập lên đường. Dựa vào thực lực của bọn họ, dù cho biết rõ Yến gia và Ma đạo cấu kết với nhau, cũng không dám hưng binh hỏi tội đi cứu người. Chỉ đành đem củ khoai lang nóng bỏng tay này giao cho những người khác được bảy đại phái phái đi. Đương nhiên tính xác thật của tin tức này của Hàn Lập vẫn cần người phía sau đi nghiệm chứng một lần mới được. Trên đường đi, hàn lập cuối cùng từ miệng hắn biết được nhiệm vụ của chuyến đi lần này chính là đi tăng cường cho một linh mạch có chữ lượng khá lớn cảnh vệ vốn có căn bản không đủ để chống đỡ tập kích bất ngờ của một tiểu đội ma đạo tu sĩ biết nhiệm vụ không phải đi làm thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong ma đạo lục tông hàn lập cuối cùng thở nhẹ một hơi kỳ thật cứ cho là có thể trở về đến hoàng phong cốc chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị phái đi mà nhiệm vụ được nhận chưa hẳn là tốt hơn cái này nhiệm vụ này tuy vẫn có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, khả năng có thể toàn thân trở về vẫn rất lớn. Dầu di linh thạch khoáng này của bọn họ chỉ một cái lớn cỡ mười mấy tòa, đối phương nếu muốn đánh lén khoáng nguyên của bảy phái, sợ cũng là cũng muốn tìm trước mấy tòa lớn nhất hạ thủ rồi mới nói. Hàn Lập nghĩ như vậy, cảm giác đối lập trong lòng tự nhiên tiêu biến, trong mấy ngày sau đó cùng với mấy đám tuyên nhạc tu sĩ quen biết thêm không ít. Sau mấy ngày, đội tu sĩ bọn họ rốt cuộc đã đến một hoang nguyên rộng lớn trong lãnh nội Việt Quốc linh thạch khoáng đó chính là ở trong một hiệp cốc lớn sâu đến hơn trăm trượng ở trong hoang nguyên một nhóm người theo lệnh của tuyên nhạc lập tức bay vào trong hiệp cốc bị trận pháp che phủ đồng thời từ nơi này một số tu sĩ của bảy phái cũng bay ra phía trước để đón bọn họ thủ vệ thủ lĩnh có ở linh khoáng nguyên là một lão già trúc cơ sơ kỳ niên kỳ không nhỏ thuộc thiên khuyết bảo năm sáu người khác chỉ ở trình độ luyện khí kỳ lực lượng thủ vệ bạc nhược như vậy hèn chi cấp trên của bảy phái ruột nóng như lửa đốt như vậy phái nhân thủ chi viện một lão già tự xưng là từ hưng cho bọn họ vào trong một dao động rất lớn trong hiệp cốc, trong đó đám người Hàn Lập nghe hắn tường thuật một lần tình hình chi tiết của Linh Thạch Khoáng. Sau đó, tuyên nhạc bố trí việc phòng thủ như sấm rền gió cuốn. Hắn lấy ra mười mấy trận kỳ và trận bàn, để chúng tu sĩ tại hạ phương của ảo trận, lại bộ trí thêm một tứ sát trận có khả năng công kích lẫn phòng thủ, rồi đem bọn Hàn Lập chia thành mấy tổ, luân phiên đi tuần cảnh giới khu vực gần Linh Khoáng, để tránh có ngoại địch đánh lén tu sĩ nào không trong phiên trực thì có thể xếp bằng tu luyện pháp lực. Hàn Lập rất vừa lòng với cách han bài của Tuyên Nhạc. Như vậy thì hắn sẽ có thời gian bù đắp cho những sơ hở thực lực cho tốt. Sau khi trải qua trận quyết đấu với Quỷ Linh môn thiếu chủ, Hàn Lập rõ ràng đã cảm thấy phương pháp trước đây dựa vào thân pháp nhanh nhẹn và mưu lược để khắc chế địch tạo thành thắng lợi căn bản không đủ để ứng phó với sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Đụng phải nhân vật lợi hại giống như Quỷ Linh môn thiếu chủ, những gì trước đây hắn dằn lòng tự kiềm chế toàn bộ đều hiện rõ là mờ nhạt vô lực, ngay cả pháp bảo mà hắn gửi chọn niềm hy vọng lớn lao cũng suýt chút nữa bị đối phương nhất tay một cái đã lấy đi rồi, không thể lại xuất hiện hiệu quả kỳ diệu có tiếng nói cuối cùng như trước. Nếu như không phải độc phân của thanh hỏa trướng vô tình phát huy công hiệu, chỉ sợ là hắn sớm đã chôn xương dưới hoàng sơn rồi, thậm chí ngay cả hồn phách cũng có thể bị đối phương lấy đi để chịu trăm lần tra tấn. Chỉ nghĩ tới kết quả đáng sợ sống không bằng chết này, Hàn Lập cảm thấy trong lòng lạnh căm căm hàn khí cứ tuôn ra. Đối với huyết linh đại pháp đỉnh giai bí pháp này của ma đạo, Hàn Lập đã nảy sinh một cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn biết rất rõ, nếu như gặp lại vị quỷ linh môn thiếu chủ đó, hắn sợ là chỉ có nước thúc thủ chịu chết dưới bí pháp của đối phương. Mà thanh nguyên kiếm quyết không tu luyện đến kết đan kỳ thì căn bản không đủ thần thông đánh ngang tay với đối phương. Mà khi ma đạo lục tông này xâm nhập Việt Quốc, trong thời kỳ hỗn loạn lúc thất đại phái vùng dậy phản kích, sợ là việc tu tiên giả đánh sáp lá cả là chuyện cơm bữa. Trong thời kỳ như vậy, việc trường sinh tự hồ đã biến thành thứ yếu, ngược lại, việc nhanh chóng gia tăng thực lực, để bản thân trong lúc loạn động có thể bảo toàn tính mệnh đã trở thành mục đích quan trọng nhất. Như vậy, trình tự tiến hành tu luyện theo kế hoạch ban đầu của hắn bắt buộc phải thay đổi. Thanh nguyên kiếm quyết tạm thời phải để đấy, mà lên kế hoạch trước hết tu luyện đại diễn quyết có thể gia tăng thực lực rất nhiều. Sau khi biết qua tính bá đạo của cơ quan khôi lỗi, Hàn Lập tin tưởng rằng, tuy chỉ luyện thành một tầng của đại diễn quyết cũng đủ để cho hắn có sức tự bảo vệ nhất định, dầu gì trên người hắn hiện đã có sẵn mười mấy cơ quan khôi lỗi. Đương nhiên kinh nghiệm thực tế về khôi lỗi thì hắn cũng phải nghiên cứu một chút, hy vọng trong thời gian ngắn có thể chế tạo một vài cơ quan khôi lỗi đơn giản, như vậy đại diễn quyết mới có thể trở thành một cách bảo trì sức chiến đấu cho một chút cơ kỳ như hắn. Suy đi nghĩ lại mấy lần, Hàn Lập cảm thấy quyết định này của mình không sai, ngoài giờ luân phiên trực, những lúc khác đều tu luyện đại diễn quyết. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng một ít tài liệu đơn giản có trong tay, bắt đầu thử chế tác sơ cấp cơ quan thú, một loại chỉ biết nhảy lên cắn, giống như con rối đồ chơi. chương 264, cơ quan khôi lỗi và đại diễn quyết. Trên hoang nguyên, một con thần lằn dài mấy xích, thập thò trèo ra từ trong một khối phong hóa, chuẩn bị bắt đầu buổi đi săn cho ngày mới. Nhưng lúc nó vừa mới leo ra khỏi ổ, rời khỏi nham thạch mới có mấy trượng, đột nhiên một quái vật màu vàng dài hơn trượng bỗng phóng ra từ trong một bên cát. Cùng một lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác vồ chúng con thần lằn, thong thả nghiến nứt cổ, sau đó ngậm thi thể cấp tốc chạy điên cuồng về một phương hướng nào đó. Bốn móng vuốt, cái đuôi dài và cái lưỡi nhọn của quái thú này xem ra cũng giống một con thằn lằn khổng lồ, chỉ là toàn thân nó trên dưới cứng ngắc, lúc chạy vẫn phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch, thì ra là một món đồ chơi bằng máy. Con quái thú này chạy rất nhanh qua hơn một dặm, đến bên cạnh một người mặc áo vàng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, sau đó đem thi thể vứt bên cạnh người này, rồi lại chạy đi. Người áo vàng sắc mặt không đổi, không hề kinh ngạc, hắn thong thả ngoắt tay một cái, thi thể của con thần lằn kia bay lên phía trước người, lơ lửng cách mặt đất mấy xích, bất động. Tiếp đó, người áo vàng chỉ ngón tay trỏ điểm nhẹ lên đầu thần lằn, trong miệng lầm rầm niệm chú. Một lát sau, ngón tay trỏ đang chỉ ra từ từ sáng lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Trong tiếng niệm chú, bạch quang càng ngày càng sáng, dần dần có cảm giác sáng chói mắt. Tật, người áo vàng nhìn thấy hỏa hầu hơi quá rồi, trầm giọng gầm một tiếng. Bạch quang trên ngón tay nhiên bắn ra một tia màu trắng từ đầu ngón tay chốc lát đã xuyên vào sâu trong sọ của con thần lằn, sau đó người áo vàng chậm chậm xé về phía sau một cách khó nhọc, thần tình khẩn trương mà lại còn cẩn thận đến cực điểm. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm cẩn thận của người áo vàng, tia sáng trắng từ trên thi thể con thần lằn đã chết hút ra một quang cầu màu xanh lục, nó nhẹ lâng lâng, chỉ lớn bằng ngón tay cái. Người áo vàng nhìn thấy thế, như là thu hoạch được bảo vật to lớn. Tay còn lại chợt sáng, một cái bình ngọc nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo phốc một tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra mấy tia sáng, đem quang cầu màu xanh lục cuốn lại rồi hút vào trong. Lúc này, người áo vàng mới như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, rồi lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Có thể thấy lần cử động vừa rồi chắc chắn đã hao phí không ít tinh lực của hắn. Khiên hồn thuật này, thật là không phải chuyện mà chúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thi triển, xác suất có thể thành công cũng quá thấp, Ba bốn lần thi triển pháp thuật mới có thể thành công một lần. Xem ra cả ngày hôm nay đều phải ngâm ở trong đây rồi, người áo vàng nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, lẩm nhẩm tự nói, trên mặt hiện ra vẻ không còn chọn lựa nào khác. Người này chính là Hàn Lập đang học và luyện đại diễn quyết. Lý do tại sao hắn xuất hiện tại hoang mạc cách linh thạch khoáng gần trăm dặm này chính là giống y như sự việc đã làm trước mặt, đó là đang thu thập hồn phách của vài động vật. Cái việc mà thông thường chỉ có người của ma đạo mới biết làm lại xuất hiện trên người Hàn Lập hoàn toàn bởi vì hắn nghiên cứu khôi lỗi chân kinh. Vốn dĩ, sau khi nghiên cứu sơ bộ về khôi lỗi luyện chế thuật, Hàn Lập phát hiện luyện chế khôi lỗi không chỉ cần một vài tài liệu dùng để luyện chế pháp khí thông thường, mà còn cần một vài hồn phách của sinh linh và tài liệu hòa chung để luyện mới có thể chân chính đại công cáo thành. Nếu không những khôi lỗi chế tác ra sẽ không có linh tính gì hết, so với mấy con rối đồ chơi thông thường cũng không khác biệt gì. Khôi lỗi đẳng cấp càng cao, thì hồn phách dùng trong ngưng luyện càng cường đại càng tốt. Như vậy mới có thể phát huy công hiệu của khôi lỗi đến cực hạn. Vì lý do này, ở cuối khôi lỗi chân kinh còn đính kèm khiên hồn thuật, ngưng hồn thuật, luyện hồn thuật là ba môn pháp thuật mà người trong ma đạo thường dùng đến. Khiên hồn thuật trong đó chính là một môn pháp thuật đem hồn phách từ trên thi thể dẫn ra mà hàn lập mới thi triển xong. Pháp thuật này không chỉ uy lực nhỏ, tỷ lệ thành công thấp, mà còn chỉ có thể sử dụng đối với thi thể mới chết không lâu so sánh với bí pháp của ma đạo chuyên tấn công hồn pháp thì uy lực có thể nói là kém hơn đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá, điểm tốt duy nhất của pháp thuật này chính là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp, trúc cơ trung kỳ đã có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cơ hàn lập miễn cưỡng cũng có thể vận dụng, nhưng tỷ lệ thành công không cao lắm. Mà ngưng hồn thuật lại là một loại pháp thuật ngưng tụ hồn phách. Dầu gì thì một hồn phách cường đại chắc chắn không dễ kiếm. Thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp còn cần mấy cái, mười mấy cái, thậm chí vài chục cái, ngưng hợp cùng với hồn phách nhân tạo cường đại. Loại hồn phách này tuy không tiện dụng như hồn phách mạnh mẽ bẩm sinh, nhưng nhìn chung thì so với sử dụng hồn phách cấp thấp có thể mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, loại pháp thuật này cũng là bắt buộc phải học nếu như muốn nghiên cứu khôi lỗi thuật. Cuối cùng là luyện hồn thuật, giống như tên của nó, là một loại pháp thuật để luyện chế cải tạo hồn phách. Dầu gì, muốn dung luyện cùng với khôi lỗi, linh hồn sống thông thường chắc chắn không được, mà là phải được cho qua thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện chế nhất định mới được. Cơ quan thú gần giống thần lần lúc nãy là cơ quan thú thứ nhất mà Hàn Lập tự tay luyện chế thành công sau khi Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết, phân ra được một thần niệm độc lập đầu tiên. Những hồn phách luyện chế khác cũng chỉ là vài con sóc hắn thuận tay bắt được mà thôi. Nhưng trước đây, Hàn Lập đã luyện chế thất bại 7-8 lần rồi, tỷ suất thành công thật sự không thể nói là cao bao nhiêu. Lúc Hàn Lập đem phân thần ký gửi lên người con khôi lỗi này ra lệnh cho nó hành động, có một loại cảm giác thật là kỳ diệu vô bì. Đã không giống cảm giác mơ hồ bất định lúc thao túng pháp khí, mà cũng không thật như thao túng chân tay. Trên thực tế, phân thần của hắn và khôi lỗi thú này giống như là quan hệ giữa thượng cấp và bộ hạ. Hắn vừa có ý nghĩ gì thì khôi lỗi thú liền trí yếu theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự, cụ thể đối phương hành động ra sao, điều này vẫn phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú mà hoàn thành. Bất quá, tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe thấy, Hàn Lập cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Điều này khiến cho hắn vui mừng ngạc nhiên, lần đầu Hàn Lập thao túng khôi lỗi thú, tính ham vui của trẻ con chợt trỗi dậy. Ngoài sơ cấp khôi lỗi thú mình tự chế tạo ra, hắn còn đem mấy cơ quan khôi lỗi thú hơi cao cấp trên người ra đùa nghịch thao túng một phen. Làm cho hắn trải qua cơn nghiện chơi rối mà lúc còn nhỏ hắn đã từng mơ tưởng. Trong lúc thao túng mấy con khôi lỗi này hoạt động, Hàn Lập dần dần từ kinh nghiệm phát hiện ra một vài hạn chế của cơ quan khôi lỗi. Trước hết, mấy khôi lỗi này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ba dặm chung quanh hắn, vượt qua cự ly này, mấy cơ quan khôi lỗi liền không cách gì chuyển động, mà phân thần cũng sẽ không bay về. Hàn lập đoán là điều này phải có liên quan đến cự ly cực hạn mà phân thần của hắn có thể trở về chủ thể. Đợi đến khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên thần cao hơn, điều này còn có thể cải thiện thêm. Nhưng khiếm khuyết tiếp theo lại là điểm không hoàn thiện của bản thân khôi lỗi thuật, không có cách gì bổ khuyết được. Chính là, những khôi lỗi này có một khoảng thời gian chậm chế giữa lúc tiếp thu mệnh lệnh và lúc hành động, không có cách gì tùy tâm mà động, điều này trong lúc chiến đấu thật sự rất có thể sẽ bị đối thủ xoáy vào khoảng trống này. Mặc dù có hai khiếm khuyết như vậy, khôi lỗi thuật này cũng vẫn là không phải là đồ bỏ. Chỉ cần phân ra thêm vài thần niệm, luyện thành tầng thứ nhất của đại diễn quyết là đủ để sánh ngang với sự lợi hại của Trúc Cơ Kỳ. Dầu gì bên mình có thêm mười mấy trợ thủ, tuy chỉ có trình độ luyện khí kỳ nhưng cũng dư sức cho hắn tự bảo vệ. Điều cơ bản nhất chính là lúc hắn bị quỷ linh môn thiếu chủ kia vây khốn lần nữa thì cũng không sợ đại quân huyết quỷ trùng trùng điệp điệp của đối phương vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp thấp chỉ tiêu hao chỉ tiêu hao linh thạch cấp thấp thôi. Chỉ có cửa hổ khôi lỗi mà tên Hoàng Long của Thiên Trúc giáo cưỡi, do uy lực quá lớn nên mới tiêu hao đến trung giai linh thạch. Bất quá Hàn Lập ước tính, đó chắc chắn có lẽ là một khôi lỗi thú trên cấp 3, ngay cả hộ cháo của mấy tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ phóng ra cũng không dám đỡ liền hai lượt công kích, có thể thấy sự khủng bố của uy lực đó. Chỉ tiếc là, khối lỗi này bị vị lôi sư bá của mình dùng pháp bảo đánh thành cho bụi. Nếu không, nếu lọt vào tay thì nhất định là một sát thủ giản sát bén vô bì. Vừa nghĩ đến niềm tốt của cửa hổ khôi lỗi đó, Hàn Lập liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Đối với việc luyện chế cơ quan khối lỗi này càng để tâm hơn. Suốt cuộc, sau khi luyện chế ra mấy chục cỗ cơ quan khối lỗi sơ cấp, Hàn Lập quyết định sẽ thử chế luyện khối lỗi cấp 2. Hồi trước hắn cũng đã thấy qua, chính là khôi lỗi chiến đấu chủ đạo mà đám người thiên tú giáo sử dụng. Chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp này cũng chế luyện được, thì từ dày về sau không cần phải sợ tiêu hao khôi lỗi nữa. Nhưng luyện chế khôi lỗi cấp 2 có lẽ không thể dùng đồng nát sắt vụng làm nguyên liệu như trước được. Tất cả những tài liệu khác tựa hồ như cùng đẳng cấp với một kiện thượng giai pháp khí, đặc biệt là một lượng lớn thiết mộc mấy trăm năm trở thành nguyên liệu chủ yếu để luyện chế, có lẽ phải tốn kém không ít. Kỳ thật, nếu như Hàn Lập đang ở trong động phủ của mình thì trồng vài cây thiết mộc có niên phận căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ trên người có nhiệm vụ, Hàn Lập chỉ có thể bấm bụng kêu mấy người ở chợ xa thu thập nhiều nhiều đem qua cho hắn. Bây giờ tài liệu có rồi, nhưng còn phải thu thập hồn phách thích hợp. Dầu gì hồn phách của sóc vàng thường gặp nhất và có nhiều nhất trong hiệp cốc mà hắn dùng lúc trước thật sự quá yếu, dù ngưng hợp lại một khối cùng không có đề thăng được rõ rệt lắm. Vì vậy Hàn Lập mới nhắm đến kẻ thù tự nhiên của giống sóc vàng, chính là thần lằn ở Hoang Nguyên. Lúc này Hàn Lập đã trải qua 3-4 tháng khổ luyện, trước sau đã phân ra mấy thần niệm. Sau đó hắn dùng mấy phân thần này thao túng mấy con khôi lỗi thú cấp thấp, khắp nơi trên toàn Hoang Nguyên càn quét xào huyệt của thần lằn, việc này chỉ mới mở màn thôi. Hàn Lập đem cái bình nhỏ đang chứa hồn phách của thần lằn xong, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, từ từ nuôi lớn nguyên thần của bản thân. Đại diễn quyết này mới là điểm mấu chốt của việc vận dụng khôi lỗi thuật, Hàn Lập nào dám lơ là nhưng phải nói đại diễn quyết thật không thẹn là chấn giáo pháp quyết của thiên trúc giáo so với đại diễn quyết thì bí pháp phân thần bình thường đơn giản là không đáng nói đến bí thuật phân thần bình thường đều chỉ bất quá là đem thần niệm vốn có biến thành cứng rắn tách ra một bộ phận nhỏ mà thôi có thể chia ra bao nhiêu thần niệm hoàn toàn phải xem mức độ cường đại của nguyên thần của mỗi người mà xác định không có cách nào cải biến thêm sau đó mà đại diễn quyết vừa khéo bổ sung cho chỗ đáng tiếc trên phương diện này sau khi trải qua tu luyện hắn có thể đem nguyên thần vốn có từ từ nuôi lớn, đủ để mạnh bằng những tu sĩ có nguyên thần thiên phú cường đại dị thường. Mà những phương pháp phân liệt thần niệm khác đã dùng cũng an toàn thuận lợi hơn nhiều so với phương pháp thông thường. Có thể khiến cho thần niệm chia ra càng nhỏ, càng nhiều hơn, mà không trở ngại nguyên thần như thường. So sánh với điều này, hèn gì người thiên trúc giáo xem đại diễn quyết như căn bản lập giáo, mà lâm sư huynh lúc nào cũng nhớ mãi không quên ba tầng khẩu quyết phía sau. chương 265, Chiến huống, Chiếu theo những gì nói trong đại diễn quyết, sau khi luyện thành tầng thứ nhất, nguyên thần liền có thể thần niệm không thành vấn đề. Đến tầng thứ hai thì có thể chi ra trên trăm cái, tầng thứ ba thì giống như lâm sư huynh có thể phân thần hơn mấy trăm cái. Vừa nghĩ đến tầng thứ ba, tình hình đồng thời khống chế mấy trăm cơ quan khôi lỗi tranh đấu với người, bản thân Hàn Lập cũng cảm thấy thật sự có hơi biến thái. Bất quá cái biến thái này, theo ước tính của Hàn Lập cũng chỉ có thể đánh ngang tay với trúc cơ kỳ thôi. Sau khi đến kết bàn kỳ, trừ phi có thể luyện chế ra mấy trăm khôi lỗi cấp 3 trở lên có trình độ bằng trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không khống chế được nhiều hơn, cũng không thể chịu được một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Tình hình bữa đó tên mập họ lôi quét sạch mấy trăm khôi lỗi cấp 2 của thiên trúc giáo, chính hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng ha. Luyện chế khôi lỗi cấp 2 đã cần dùng tài liệu của thượng giai pháp khí rồi, vậy luyện chế khôi lỗi cấp cao hơn nữa thì có lẽ tối thiểu phải cần tài liệu của đỉnh đỉnh giai pháp khí mới được. Bởi vì vậy, tu sĩ kết đan kỳ nào tu luyện khối lỗi thuật, muốn dùng lực áp chế những tu sĩ kết đan kỳ khác giống như trúc cơ kỳ, tối thiểu cần mấy trăm đỉnh giai pháp khi tài liệu, điều này khiến cho Hàn Lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời. Càng không phải nói, trong đó những tài liệu luyện chế thất bại lãng phí và mấy trăm hồn phách cường đại căn bản không đâu tìm được. Đây sở cũng là thiên trúc giáo khôi lỗi thuật, hiếm có người biết nguyên nhân chủ yếu. Dâu gì, thực lực của một môn phái vẫn là ước lượng dựa trên có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ thiên trúc giáo trên phương diện hơn thua về tu sĩ kết đan kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác trúc cơ kỳ đệ tử trong giáo tuy lợi hại nhưng vẫn chỉ có thể du rú ở một phương xưng bá một nơi mà thôi đương nhiên những điều này chỉ là do hàn lập suy đoán sau khi tu luyện đại diễn quyết và khôi lỗi thuật mà thôi nhưng khôi lỗi thuật có thể giúp cho thực lực trúc cơ kỳ của hàn lập được tăng thêm nhiều điều này không hề giả bởi vậy bây giờ hàn lập mới không màng đến thị phi sau này dầu gì trận đại chiến này động chạm đến tu tiên giới của mấy nước này mới bắt đầu thôi. Chẳng bao lâu sau khi Hàn Lập đến phòng thủ linh khoáng này, một trận đại chiến đánh lén và mai phục giữa ma đạo Lục Tông và Việt Quốc thất phái ở một hoang sơn hẻo lánh đã triển khai. Tình hình cụ thể, lúc này Hàn Lập đã dần dần biết được. Thì ra linh thú sơn trong thất phái không ngờ lại vốn là một phân nhánh của ma đạo Ngự Linh Tông. Là mấy nghìn năm trước người trong ma đạo trước đó đã ngầm chôn ở Việt Quốc một tiềm phục âm trang, Lục Tông lần này xâm nhập thất phái, cái phục bút này dĩ nhiên cần phải khởi dụng rồi, mà đạo hy vọng có thể dẫn đến kỳ hiệu giống như lúc trước nhất cử đã nắm được Hương Quốc và Sa Kỳ Quốc. Nhưng ai biết được lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn, khi truyền thừa mấy ngàn năm nay, đã sớm không muốn tự nhận mình là một phần của Ngữ Linh Tông, càng không muốn trên đầu mình bỗng đâu lại lòi ra một thái thượng hoàng. Kết quả là sau khi cùng lục phái khác qua lại tin tức một chập, bèn không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho người trong ma đạo tin thật mà phái người đến đánh lén một cứ điểm của tu sĩ thất phái. Mấy ngàn tu sĩ đánh lén ở giữa đường thì bị tu sĩ của thất phái đã mai phục sẵn, dựa vào ưu thế tuyệt đối đón đầu tấn công một trận, khiến cho người của ma đạo bị thua một vố không nhỏ, thậm chí đương trường đã tử chiến hai tu sĩ kết đan kỳ. Cố đánh thẳng vào đầu ma đạo lục tông này tự nhiên khiến cho người trong thất phái ăn mừng không thôi, sĩ khí đại chấn. Mà ma đạo lục tông thì thẹn quá hóa giận, đã tấn công trên quy mô lớn. Thất phái cũng không chịu kém, dàn trận thế để đón đòn tấn công. Song phương ở ranh giới của Việt quốc với Khương quốc và Sa Kỳ quốc đại chiến liên tục 10 trận, tu sĩ tử thương đã vượt xa hơn vạn rồi. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận bảy tám người, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Tu sĩ đến vận chuyển linh thạch hôm đó, lúc tường thuật lại cho bọn họ vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ không thôi, khiến cho Hàn Lập và những tu sĩ khác có mặt ở đó đều cực kỳ kinh tâm thầm tự chúc mình may mắn không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô như thế. Chỉ cần thấy ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận nhiều như vậy thì có thể tưởng tượng tràng cảnh đó đáng sợ biết bao nhiêu. Bất quá, mà đạo lục tông không thể là một trong hai đại thế lực của khu vực Thiên Nam, thực lực thật sự mạnh, tu tiên giới của Việt quốc không thể sánh bằng. Sau 7 8 trận đánh nhau, thất phái dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không xuể rồi. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình đã có bố trí mấy cấm chế đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà dựa thế hiểm yếu ngoan cố chống cự thì sợ là đã sớm không đánh lại thua te tua rồi. Nhưng cho dù như vậy, thất phái cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhưng chính vào thời khắc Việt Quốc đang hết sức nguy cấp, ứng lời mời gọi của Việt Quốc, những người tu tiên của những quốc gia lân cận Việt Quốc như Nguyên Vũ Quốc, Tử Kim Quốc vân vân cuối cùng cũng đã gấp rút đến chi viện. Từ đầu, thất phái trước khi khai chiến với ma đạo lục tông thì sớm đã biết rõ nên phái người giỏi ăn khéo nói làm sứ giả đưa tin đến hai nước kia cầu viện. Những môn phái tu tiên của hai nước vừa nhận được tin này, tự nhiên cũng lo sợ ma đạo mà nắm được Việt Quốc thì bọn họ hai nước cũng sẽ bị nuốt trọn giống như vậy. Không cần sứ giả đưa tin phí lời cầu viện, đã vì cùng căm thù một kẻ địch chung mà tập hợp đại bộ phận tu sĩ của hai nước, đêm hôm trước đến chi viện. Có thêm của tu sĩ hai nước gia nhập, thực lực Việt Quốc và ma đại lục tông coi như không chênh lệch mấy thất phái dựa vào uy lực của đại trận phòng thủ, vẫn cứng rắn tiếp thế công của ma đạo. Vì thế cho nên, ý đồ của ma đạo lục tông định đánh một hơi hạ luôn Việt quốc tự nhiên bị phá vỡ. Tranh đấu giữa song phương dấn vào bế tắc, biến thành tiêu hao chiến. Vì vậy mà trận chiến lớn ít đi, nhưng trận đánh bất ngờ quy mô nhỏ tại hậu phương của Việt quốc và ma đạo lục tông không hẹn mà cùng tăng nhiều hơn. Đặc biệt, một vài nơi sản xuất nguyên liệu và linh thạch càng làm mục tiêu đánh úp chủ yếu của thất phái và ma đạo. Nhưng mỏ linh thạch khoáng này của Hàn Lập, không biết có phải là do cách biên giới giao chiến quá xa không mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng hứng chịu sự quấy nhiễu của đối phương. Điều này không thể không nói là một kỳ tích, phải biết những linh thạch khoáng quy mô tương đương đều đã bị đánh lén ba bốn lần rồi. Nhưng càng như vậy thì người trong thất phái càng có chút không an tâm về nơi này, nửa tháng trước lại phái một đội 20 tu sĩ đến chi viện. Người đứng đầu là một tu sĩ linh thú sơn trúc cơ hậu kỳ. Bởi vậy, phòng ngự của linh khoáng dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều nhưng Hàn Lập lại từ trong cảm ứng được một loại cảm giác sơn vũ dục lai đối với việc tu luyện đại diễn quyết lại càng cần cù hơn nhiều, việc đột phá cự ly tầng thứ nhất đã thấp thoáng có thể trông mong rồi. Bất quá, trong những tu sĩ luyện khí kỳ trong nhóm chi viện thứ hai, Hàn Lập bất ngờ chạm mặt một người quen, đó là hán tử xấu xí Trung Ngô đã từng gặp mặt một lần lúc huyết sắc thí luyện. Trung Ngô cũng đã nhận ra Hàn Lập, nhưng đối diện với tu vi trúc cơ kỳ ngày nay của Hàn Lập, vẻ mặt người này biến đổi mấy lần, kinh ngạc, đố kỵ, hâm mộ, vân vân, rất nhiều cảm xúc lần lượt lộ ra thật khiến cho hàn lập kinh thán không thôi cuối cùng trung ngô cười khổ một lát mới bước ra phía trước kiến lễ hàn lập một cái hơi không cam tâm kêu một tiếng tiền bối mà hàn lập cố nhịn cười nhàn nhạt trả lời một tiếng vừa nghĩ đến biểu tình thay đổi năm màu của trung ngô lúc đó hàn lập đang ngồi xếp bằng trên mặt không thể không ngầm hiểu mà tức cười mở mắt ra lúc này tâm cảnh của hắn thật sự không thích hợp tiếp tục tu luyện đại diễn quyết hay là đợi tâm cảnh bình tĩnh lại rồi hãy nói Thời gian trôi qua như bay, trong khi Hàn Lập non nửa thời gian để luân phiên trực cảnh giới, còn lại hơn nửa thời gian dùng để tu luyện đại diễn quyết và chế luyện khôi lỗi thú, cũng đã qua một tháng rồi. Hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được là tầng thứ nhất của đại diễn quyết đã sắp viên mãn rồi. Điều này làm cho Hàn Lập vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nói thẳng ra, Hàn Lập, bất luận là tu tập ngũ hành đạo Pháp hay thanh nguyên kiếm quyết, tư chất biểu hiện ra đều là có hơi thấp kém. Nhưng tu luyện đại diễn quyết này lại cực kỳ thuận lợi, không có một tí cảm giác khó tu luyện nào, đơn giản có cảm giác thủy đáo cử thành, điều này khiến cho Hàn Lập ngoài hưng phấn ra, trong lòng còn thầm xưng thần kỳ. Mà con khôi lỗi thú cấp 2 đầu tiên, sau khi thất bại mười mấy lần, rốt cuộc hai ngày trước đã luyện chế ra. Tuy so với khôi lỗi của đám người thiên tú giáo hơi thô lậu, uy lực cũng cảm giác ít hơn không bằng, nhưng cũng khiến cho Hàn Lập vui mừng hớn hở, chuẩn bị sau khi kêu mấy tu sĩ khác đem vật liệu lại, sẽ chế tác số lượng lớn. Nhưng mà hôm nay, ngay lúc Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong tỉnh thất, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng huyết cực kỳ chói tai, tiếp theo lại có người lớn tiếng hét loạn bên ngoài. Không hay rồi, người của ma đạo đến tấn công, mọi người toàn bộ đi ra, chuẩn bị tiếp chiến. Hàn Lập trong lòng rúng động, sắc mặt trịnh trọng, đi ra khỏi tỉnh thất. Lúc này, tu sĩ của thất phái vốn đang tịnh tọa nghỉ ngơi trong thổ động, đều vội vàng đi ra giống Hàn Lập, sau khi đưa nhìn nhau một cái mới lần lượt đi ra khỏi giao động. Tuyên nhạc của Yểm Nguyệt Môn và Linh Thú Sơn Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Lỗ Thiên Mông không có biểu hiện gì trên mặt lơ lửng tại hạ phương của tứ sát trận, ngước nhìn lên phía trên của đại hiệp cốc. Mười mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ, thần sắc đều phấp phỏng lo sợ. Nhưng sau khi thấy đám người Hàn Lập lại chi viện, thần tình cuối cùng chấn định rất nhiều. Mà Hàn Lập thuận theo mục quang của đám người tuyên nhạc, phía trên đại hiệp cốc quả nhiên phát hiện tông tích của địch nhân, nhân số tựa hộ không nhiều, chỉ có hai ba mươi người. Nhưng Hàn Lập lại rất rõ ràng, đã dám xâm nhập vào sâu trong lòng địch để đánh úp, sợ là những người đến đều là đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ, không thể nào có thể đem đám con ghẻ luyện khí kỳ theo. Vì vậy, về mặt thực lực bọn họ vẫn tuyệt đối kém thế hơn. Trận đánh này, sợ là không phải dễ đánh như vậy đâu. chương 266 kích đấu, cho nên dưới sự tiếp đón của tuyên nhạc, Hàn Lập cùng các tu sĩ hướng tứ sát trận bay đến. Yên lặng nhìn chăm chú các hành động của địch nhân, Hàn Lập lúc này mới có thể nhìn kỹ hình dáng của của những tu sĩ ma đạo đó. Đối phương phần lớn đều mặc quần áo màu hồng và vàng, có vẻ như là tu sĩ của phân trúc nhị phái. Đứng đầu chính là một hồng y nữ tử cũng một hoàng sam lão giả khoảng 6-70 tuổi. Tu vi của hai người này cũng không hề có gì kinh người, phân biệt là trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đều đang mỉm cười nói với nhau điều gì đó. Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của ma diễm môn với thiên sát tông lữ thiên mông, người đã có kinh nghiệm vài lần giao thủ với ma đạo lục tông lên tiếng nói tựa hồ rất hiên kỵ với hai tông phái này hàn lập nghe tu sĩ này nói vậy lập tức tập trung toàn bộ tinh thần càng cẩn thận hơn lúc này hồng y nữ tử đã đình chỉ nói chuyện xoay người lại thản nhiên nói điều gì đó hàn lập bởi vì cách bọn họ quá xa nên căn bản không thể nghe rõ ràng lắm nhưng tất cả mọi người theo sau cô gái đồng loạt phi thân tiến về hạp cốc phía dưới sát trận đi đến cùng lúc đó hoàng y lão giả liền vung tay lên nhất thời có 10 hoàng y tu sĩ biến thành 10 đạo hoàng quang bay thẳng đến đánh úp bốn sát trận. Tuy xuất phát sau nhưng lại có thể đến trước, điều này làm cho bọn người hàn lập trong trận đều có chút hô hấp khó khăn, cấp bách xuất pháp khí trực tiếp bay ra ngoài. Mấy hoàng y tu sĩ này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp tiến vào sát trận mà là dừng cách sát trận khoảng hơn 10 trượng, sau đó các loại pháp khí trên người bay ra, hung hăng lao thẳng đến đại trận. Thanh, Hồng, Lam, hoàng hào quang của tứ sát trận và hào quang của các pháp khi va chạm nhau mãnh liệt phát ra âm thanh cuồng bạo tựa như là thiên lôi oanh tạc làm tu sĩ của thất đại phái phía dưới sắc mặt hơi đổi một nửa số người ra tay đối phó với lại tu sĩ của thiên sát tông không thể để cho bọn họ đem đại trận phá hỏng đi nửa còn lại tập trung chú ý đến tu sĩ của ma diễm môn yểm nguyệt tông tuyên nhạc trầm ngân trong một chút liền quyết đoán nói sau đó liền bay ra ngoài xuất ra một tiểu kiếm bạch khiết lập tức biến thành một đạo cầu vồng lao ra tứ sát trận ngăn cản một thanh phi đao cùng một một pháp khí hình trái châu. Nghe vậy, theo sau tuyên nhạc là một đội tu sĩ lập tức xuất ra pháp khí, hướng ra ngoài trận tiếp sự công kích của đối phương. Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó, hắn xuất ra chính là kim nhật, pháp khí mà hắn thuần thục nhất. Sở dĩ Hàn Lập chọn pháp khí này công kích, chính là đối phương cũng là trúc cơ tiền kỳ giống hắn, cho nên khi đánh nhau, tuy kim quang và thanh quang từng đoàn bay loạn lên, tựa hồ cực kỳ kịch liệt. Nhưng thật ra Hàn Lập lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế được tình huống này, hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn trộm qua các trường chiến đấu bên cạnh. Tình hình trông cũng khá tốt, phía Hàn Lập đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được, ước chừng 5 6 người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được sự công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng bởi vì còn có trận pháp thủ hộ nên mấy tu sĩ này tùy thời có thể trốn vào trong đại trận khi có nguy cơ, nên trong nhất thời không có xuất hiện thương vong. Cho nên một vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn cùng ngăn cản một gã hoàng y là đánh nhau có thanh có sắc mà thôi. Đạt là thực lực của ma đạo lục tông sao? Hàn Lập thấy có chút kỳ quái, nếu địch nhân thực lực như thế này thì bảo vệ cho linh quáng không thành vấn đề. Đang nghĩ ngợi đến đây, hồng y nhân của ma diễm môn rốt cuộc cũng đã yên yên lặng lặng hướng về bên cạnh sát trận đi đến. Điều này làm cho những tu sĩ chưa ra tay của Lữ Thiên Môn kinh hãi nhìn chăm chú bọn họ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi của thất phái có chút không chờ được muốn thử. Hồng Y Nhân vẫn chưa lập tức gia nhập trận đánh mà cùng nhau tạo thành một cái trận hình kỳ quái, theo lời phân phó của một người trong đó, mỗi người bọn họ đều lấy ra một đại kỳ màu đỏ rực như lửa. Mặt trên kim ô liệt dương tán xạ hồng quang ra xung quanh, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Không được, những người này là cuồng diễm tu sĩ, bọn họ muốn phóng thanh dương ma hỏa, mau ngăn cản bọn họ lại. Những hồng y nhân của Lữ Thiên Môn nghe vậy không hề có bộ dáng kinh hoàng, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Nhìn bọn họ tạo thành một trận thế kỳ lạ mà rút ra đại kỳ thì liền nhớ đến ngày đó tham gia trận chiến với ma đạo lục tông thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hô lên. Vị linh thú sơn tu sĩ này tiếp theo không hề suy tư, lập tức chạy ra ngoài đại trận, vội vàng lấy một cái áo ra bên hông ném ra. Lập tức liền xuất hiện hai con phi thiên ngô công bên trong bay ra. Hai con rết này cả thân mang một những đường sọc vàng đen thật dữ tợn, trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc. Tại trên không huyết lên mấy tiếng, nhãn thần hung hăng hướng về các hồng y nhân vào tới. Tuy không biết cuồng diễm chiến sĩ và thanh dương ma hỏa là cái gì nhưng có thể làm cho một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc như vậy thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ, tất cả đều không do dự mà xuất thủ theo sát sau. Đặc biệt vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Lữ Thiên Mông theo sát sau tiến lên, pháp khí của bọn họ cũng theo sau hai con ngô công mà hướng trước mấy người hồng y nhân vào tới. Lúc này, hơn 10 người của ma diễm môn này vẫn đứng bất động, tay vẫn cầm đại kỳ tiếp tục niệm chú, đối với thế công trước mắt tựa như là vô hình vậy, điều này làm cho các tu sĩ của Lứa Thiên Mông mừng rỡ. Một trong hai con rết đã đến trước người của các tu sĩ này hung hăng mở cái miệng rộng phun ra một khối độc khí màu xanh biết hướng tới. Nhưng ngay trong lúc này, sự tình xảy ra làm cho mọi người trong đương trường sợ hãi. Độc vụ của con rết này vừa được phun ra khỏi miệng lập tức có mấy đạo ngân sắc bao quanh thân thể của nó, tiếp theo dấu vết của mấy đạo ngân sắc này thân thể ngô công bị tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối từng khối rơi xuống. Các tu sĩ của thất đại phái chỉ biết trợn mắt há mồn nhìn những diễn biến này xảy ra, đồng dạng xảy ra với con mô công còn lại, cũng phải chịu số phận chung với đồng bạn của nó. Những tu sĩ của Lữ Thiên Mông sắc mặt đại biến, lập tức dừng lại phát ra một một tiểu thuần ngăn trước người. Các tu sĩ phía sau cũng hoảng sợ, lập tức các loại phòng ngự pháp khí cùng phù lục đồng thời xuất hiện, cái chết của những con mô công kia thật là khủng bố. Nhưng mà sự tình đáng sợ đã xảy ra một ít pháp khí công kích theo sát phía sau con rết đang tiến lên thì bỗng nhiên trong không gian phía trước xuất hiện một chùm ngân ti, liền đem tất cả các pháp khí này bao lại thật chặt, rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích được phân nào. Những tu sĩ chạy ra từ đại trận đều kinh ngạc nhìn thấy những điều này, trong nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Mau, sử dụng linh quang thuật, phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác nữa, bọn họ đã dùng bí pháp ẩn thân nào đó một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt chợt lóe lên linh quang, kinh hãi kêu lên lời này vừa nói ra làm các tu sĩ khác giật mình tĩnh ngộ nhưng có thể sử dụng linh quang thuật cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi hàn lập cũng dùng linh quang thuật hướng nơi này mà nhìn đến gặp phải một màn vừa rồi hàn lập cũng giật mình không nhỏ hiện tại được người khác nhắc nhở hắn cũng dùng linh quang thuật nhìn kỹ quả nhiên trước những tu sĩ của ma diễm môn xuất hiện một vài bóng người màu trắng yếu nhược trong tay của những người này đều thả ra một ít ngân ti, những ngân ti này khống chế pháp khí khiến chúng không thể nhúc nhích. Giờ phút này, những tu sĩ của Lữ Thiên Mông phát hiện những bóng trắng này lập tức phát ra pháp khí hướng bọn họ tấn công đến, nhưng những bóng trắng này lại vẫn như vậy, vô luận là pháp khí gì công kích đến đều không thể gây thương tổn lớn đến bọn họ, tựa như là bất tử chi thân vậy. Nhưng cũng may, mấy bóng trắng này chỉ biết binh khí trong tay chém qua lại, cùng với dùng tay thả ra ngân ti hai loại thủ đoạn này mà thôi chỉ không tiến tới gần thì không có gì đáng ngại, nói cách khác ai tiến công ai cũng chưa biết được. Cái quỷ gì vậy? Hàn Lập sợ hãi than, những người này không phải là nhân loại bình thường, chẳng lẽ lại là quỷ linh nào đó đã qua tế luyện. Một bên đăm chiêu suy nghĩ, một bên vẫn chỉ huy kim nhận phía trước. Loại thái độ không quan tâm này rốt cuộc đem trung niên tu sĩ của Thiên Sát Tông ở đối diện nổi giận. Vị tu sĩ này một bên nghiêm mặt chỉ huy thanh qua cùng với kim nhận của Hàn Lập giao đấu một bên im lặng vỗ vào túi chữ vật, nhất thời trong đó bay ra một viên châu màu trắng không ngừng luân chuyển. Viên châu này xuất hiện lập tức đón gió lớn lên một cách nhanh chóng, giống như một căn phòng nhỏ hung hăng hướng đỉnh đầu Hàn Lạp phóng tới. Hàn Lập tuy có chút phân thần nhưng đối phương có hành động lớn như vậy thì hắn làm sao mà không phát hiện ra. Hắn cũng không hoảng, một tay chém ra phía trước, một kiếm quang màu xanh lập tức rời tay mà bay ra, cùng với hạt trao va chạm vài lần, nhất thời cũng không thể tiến lên. Sau đó, Hàn Lập mới từ trong trong túi chữ vật lấy ra một đôi ô long đoạt, liền thay thế kiếm quang sắp tản đi kia, tiếp tục tạo thành tình thế rằng co. Điều này làm cho tu sĩ thiên sát tông ở đối diện cực kỳ tức giận, nhưng trong nhất thời cũng không làm được gì. Không hay, một tiếng kêu lo lắng của tu sĩ Lữ Thiên Mông vang lên làm trong lòng Hàn Lập run lên, vội vàng hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy các hồng y nhân này đã đình chỉ niệm quyết mà những ngọn lửa màu xanh trong đại kỳ tu sĩ đã hướng về Lữ Thiên Mông. Đây là thanh dương ma hỏa. Hàn Lập mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an. Mà Lữ Thiên Mông thấy đối phương đã thi pháp thành công trong tâm không khỏi có chút trầm xuống, nhưng mấy bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được. Chương 267: Ma hỏa xính uy, lui về, tất cả mọi người lui về đại trận, Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ ngày càng tiến gần bỗng nhiên hô to một tiếng, liền hướng về phía sau đại trận bỏ chạy. Các tu sĩ bên người nghe vậy lập tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận tuyên nhạc gặp phải tình cảnh như vậy cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh triệt tiêu. Nhưng các tu sĩ phía bên Hàn Lập này trừ một ít bộ phận đang chiếm thượng phong tùy thời có thể rời đi, số còn lại đều đang cùng địch thủ liều mạng dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Đối thủ của Hàn Lập cũng như vây, điên cuồng phát động công kích, ý đồ muốn chế trụ Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại cười lạnh một tiếng, mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời cũng xuất ra bạch lân thuần, mượn thế công của đối phương bay về phía đại trận làm tu sĩ của thiên sát tông này bực bội đành phải dừng lại bên ngoài đại trận tuyên nhạc nhìn thấy tu sĩ bên mình còn có hơn phân nữa đang ở bên ngoài đại trận ngược lại đấu càng thêm kịch liệt trong lòng đã cảm thấy không ổn muốn cùng với các tu sĩ khác đi ra ngoài viện trợ nhưng vừa di động đã bị lứ thiên mông kéo lại đã muộn thanh dương ma hỏa đã được đối phương xuất ra lứ thiên mông biến sắc lắc lắc đầu nói nghe như vậy hàn lập mới chú ý đến những ngọn lửa màu xanh được bắn ra từ những đại kỳ trong tay hồng y nhân hơn 10 viêm hỏa tập hợp tại không trung tạo thành một thanh viêm hỏa cầu thật kinh người, đường kinh đến mấy trượng. Nhẹ nhàng phiêu phù tại không trung, cực kỳ chói mắt. Cái này là gì? Tuyên Nhạc dùng mình muốn nói điều gì đó nhưng các hồng y nhân phía dưới đã hành động khiến cho sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Các hồng y nhân phân biệt đem cờ chỉ về phía các tu sĩ của Thất Đại phái còn ở ngoài trận, nhất thời hỏa cầu thật lớn phát ra một tiếng bụp, biến thành hơn 10 khối hỏa cầu đường kính chừng một thước, đánh thẳng về phía mấy tu sĩ này. Hỏa cầu màu xanh này tốc độ cực nhanh, đào mắt liền hướng đến trước mặt các tu sĩ của thất đại phái. Những người này sớm đã phát hiện ra dị biến của đại hỏa cầu này, đều không hẹn mà dùng các loại pháp khí nghênh đón hỏa cầu, một số ít dùng phù lục tấn công các hỏa cầu này, ý đồ muốn đánh rơi nó đi. Đáng tiếc là, những ngọn lửa màu xanh này được xưng là thanh dương ma hỏa, thật là rất đáng sợ. Vô luận là pháp khí hay là phù lục công kích, khi vừa tiếp xúc với hỏa cầu màu xanh đều giống nhau, vô thanh vô tức bị tan rã không còn một mảnh. Thấy một màn không thể tưởng được này, mấy tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ tiếp, hơn 10 hỏa cầu đồng thời đồng thời tiến đến trên người bọn họ, các loại pháp thuật hộ thuẫn quanh bọn họ vừa tiếp xúc lập tức biến thành hư vô, ngay cả chủ nhân của nó cũng đồng dạng như vậy, tất cả đều biến mất không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Những tu sĩ chưa bị công kích còn lại thấy được cảnh đáng sợ này liền không tiếp tục trần chờ đối diện với thiên sát tông tu sĩ cho dù là bị thương nặng hay ngay cả pháp khí đang dây dưa cũng không cần, trực tiếp hướng đại trận chạy đi. Nhưng cứ như vậy, hai ba người trong tâm trạng hoảng hốt trực tiếp chết dưới pháp khí của đối thủ. Sau đó, tu sĩ thất đại phái đang phòng thủ linh quáng cùng với đối phương tiếp xúc trong chốc lát liền bị tổn thất 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ cùng một gã trúc cơ kỳ. Có thể nói là tổn thất thảm trọng nhưng uy lực của thanh dương ma hỏa đâu phải chỉ có như vậy mấy cái hỏa cầu màu xanh dưới sự thao túng của hồng y nhân nhanh chóng hợp thành một cái chỉnh thể ngay sau đó liền biến thành một luồng lửa màu xanh hướng tứ sát trận mà phóng đến những tu sĩ ở trong trận nhìn thấy như vậy sắc mặt không khỏi đại biến trong lòng đều sợ hãi tuyên nhạc gặp phải cảnh này nhíu nhíu hai hàng lông mày hướng đến lữ thiên mông hỏi lữ huynh hỏa diễm màu xanh này rốt cuộc là như thế nào vậy tu sĩ trúc cơ kỳ sao có khả năng phóng được chân hỏa đáng sợ như vậy. Đại trận này có thể ngăn cản được nó đánh vào không? Lữ Thiên Mông nghe đối phương hỏi liên tục như vậy liên không khỏi cười khổ. Nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều ngưng thần chăm chú nhìn hắn, đành phải bất đắc dĩ giải thích. Không dối gạt chư vị, Lữ Mổ ngày đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma hỏa đáng sợ này. Cho nên có thể phá tứ sát trận này hay không tại hạ không thể phỏng đoán được. Chỉ có điều, ta nghe trưởng bối nói lại là loại hỏa diễm này không thể tùy tiện phóng được, nó yêu cầu những cuồng diễm tu sĩ này phải tu luyện thanh dương ma hỏa quyết. Hơn nữa, mỗi lần phóng thì tu vi bị giảm xuống rất nhiều, cho nên nó mới khó ngăn cản như vậy. Lữ Thiên Mông nói những lời này làm cho tuyên nhạc lộ ra vẻ buồn bực. Lúc này, hỏa diễm màu xanh biếc kia đã cùng hào quang quanh cấm chế va chạm, phát ra âm thanh bạo liệt kéo sự chú ý của mọi người đến đó. Chỉ thấy hỏa diễm màu xanh kia cuồn cuộn không ngừng giao thủ với luồng ánh sáng quanh cấm chế, khiến nó nhộn nhạo không ngừng, nhưng cuối cùng hỏa diễm cùng dừng lại, làm cho tu sĩ thất đại phái thở phào một hơi. Nhưng bọn Hàn Lập cũng không có thoải mái được bao lâu, vấn đề bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra. Theo thời gian dần trôi đi, luồng sáng bảo vệ ngày càng ảm đạm, rõ ràng là đã có dấu hiệu đại trận sắp bị phá, nhưng những hồng y nhân cũng đổ mồ hôi huy động đại kỳ, nhưng rõ ràng chống đỡ trong thời gian ngắn nữa hoàn toàn không có vấn đề gì những tu sĩ trong trận đều đang khổ sở vắt óc suy nghĩ đối sách để đánh cho địch lui hay là thoát thân khỏi nơi đây. Mặt khác, căn cứ theo tình địch xâm chiếm linh quáng hiện nay thì cho dù các tu sĩ thất phái thất bại rơi vào trong tay địch cũng không bị giết chết lập tức, cũng có thể sẽ bị áp bức thôi, ai cũng không biết sau khi làm tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào nữa. Nhưng thất đại phái cùng ma đạo lục tông hiện nay là thâm cửu đại hận rồi, làm sao có thể nương tay mà yêu đãi địch nhân được chứ? Hơn nữa, đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách, chỉ điều này thôi cũng khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi. Do đó, đầu hàng là điều bất đắc dĩ, căn bản không một ai nhắc đến. Ta biết một cái thông đạo, có thể trực tiếp thoát ra ngoài được mấy chục dặm, chúng ta có thể theo đó mà chạy trốn dư hưng, lão giả đã ở nơi đây hơn 10 năm bình tĩnh mở miệng nói. Lời này giống như là tăng đá lớn rơi xuống hồ nước, nhất thời làm cho tu sĩ tuyên nhạc lắp bắp kinh hãi nhưng sau đó liền hưng phấn lên. Dư huynh, thật chăng, thật tốt quá, có thể thoát thân rồi được cứu rồi, vốn tất cả các tu sĩ đang bất an trên mặt liền tràn đầy sinh khí, vui vẻ vô cùng. Hàn Lập cũng vừa mừng vừa sợ, dù sao thì hắn đối với hỏa diễm màu xanh này một chút biện pháp cũng không có, đang nghĩ là cho dù có liều mạng cũng không thể nào thoát khỏi. Cố nén lại kích động trong lòng, tuyên nhạc cùng Lữ Thiên Mông sau khi xác định chính xác sự chân thật của thông đạo liền hạ lệnh lui lại. Còn linh quáng thạch cũng không cần lo lắng mình chỉ cần mang động khẩu hủy diệt đi thì đối phương không thể nào trong thời gian ngắn cũng không thể cung ứng linh thạch được. Ở bên trong có chứa linh thạch nhưng người của ma đạo cũng không thể lấy đi, khai thác linh thạch chính là phàm nhân nên khi song phương giao chiến cũng không hề giết hại bọn họ. Cho nên điều bọn họ phải làm chính là vỗ mông rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, Hàn Lập cùng hơn 50 tu sĩ còn lại hưng phấn tiến vào trong đường hầm bên trong tòa linh quáng. Nhưng vừa tiến vào không được bao lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy hạp gốc run lên nhẹ nhẹ một chút. Tứ sát trận đã bị phá, tuyên nhạc sắc mặt không hề thay đổi nói một câu như vậy. Nhất thời, chúng tu sĩ gia tăng cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Bên trong đường hầm, các tu sĩ cầm trên tay nguyệt quang thạch chiếu sáng khắp nơi. Vách tường bốn phía đều có thể nhìn rõ ràng được, đường hầm này lại là do nhân công đào nên, điều này thôi cũng đã khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Được sư hưng tu sĩ giới thiệu nên nên mọi người mới hiểu rõ, Đường hầm này vốn là một linh thạch phân mạch, cho nên bất chỉ bất giác khi khai thác lấy linh thạch ra bên ngoài liền tạo ra đường hầm này, trực tiếp thông đến nơi khác. Đường hầm này đã rất lâu rồi nhưng may mắn là Dư Hưng tu sĩ nhớ rõ, nếu không thì hôm nay quả thật là không còn đường trốn. Lời này vừa nói ra lập tức được các tu sĩ khác liên tục gật gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này, đường hầm đột nhiên vang lên vài tiếng nổ thật lớn, khiến cho đường hầm chấn động nhiều, một chút nữa là có thể bị sập. Chúng tu sĩ hoảng sợ cực kỳ vô số bùn đất rơi xuống mọi người, khiến cho xung quanh trở thành một mảnh tối đen. Mấy canh giờ sau, trên vách đá một hang động thiên nhiên, rắc một tiếng phá ra một mi ảnh hang, tiếp theo một con rối hình dáng thần lằn từ trong động vọt ra, dò xét bốn phía một chút, sau đó lại nhảy vào trong động. Khoảng sau thời gian một bữa cơm, con rối đó từ trong một vách tường thoát ra ngoài, ngay sau đó liền có một người đi sát theo, đúng là Hàn Lập gặp đại nạn không chết. Hàn Lập đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn chương 268, Bạch Chi Thù, là một cái động thạc nhũ thông đi tám phía, tuy không biết rốt cuộc là lớn nhỏ như thế nào. Hàn Lập sau khi đưa Nguyệt Quang Thạch xem xét xung quanh một phen, mới cho ra kết luận như vậy. Tuy khi đường hầm bị sập xuống, ngay khi đất đá rơi xuống Hàn Lập cực nhanh tạo ra một vòng bảo hộ. Kết quả là mặc dù bị đất đá rơi xuống liên tục như vậy, chôn sâu dưới đất nhưng cuối cùng vẫn có đường sống. Chẳng qua đường hầm rung động lớn như vậy thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn nên Hàn Lập cũng không biết chính mình hiện tại đang ở nơi nào, cũng như không thể xác định được phương hướng một cách chính xác. Dưới tình huống bất đắc dĩ đành phải thả ra mấy con rối thần lần đi thăm dò, cho chúng đi khắp nơi hy vọng có thể tìm được đường ra. Lúc này hắn đã hối hận rất lớn, ngày đó tại sao lại không học thổ độn thuật, nếu không thì chỉ cần thi pháp một chút là có thể tự do đi lại trong đất rồi. Hôm nay sao còn phải đi theo khôi lỗ thú này từ từ mà mở thông đạo đi ra ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi tuyệt đối sẽ không thực hiện dưới tình huống không rõ phương hướng cùng vị trí hiện tại của mình tùy tiện lãng phí pháp lực cũng không phải là sự tình tốt gì huống hồ nếu dưới lớp lớp đất như vậy mà sử dụng pháp khí thì nguy hiểm cực kỳ một thao tác không đúng sẽ lại bị chôn vùi xuống lần nữa nghĩ như vậy hàn lập liền khống chế vài con khôi lỗ thú đem phạm vi xung quanh tra xét vài lần sau đó mới lựa chọn phương hướng rời đi tốt nhất buồn tẻ liên tục mấy canh giờ rốt cuộc cũng đi đến cái động thạc nhữ vô danh này điều này làm cho hàn lập lòng không khỏi thả lỏng xuống cảm giác được sống lại thật là tốt hàn lập quay đầu nhìn lại huyệt động mà mình đi ra trong lòng khẳng định còn có những người khác cũng đang cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ trong đường hầm đổ nát đó nhưng có hay không tìm được đường thoát ra ngoài thì cũng thật khó nói bởi vì tại một chỗ không hề có kẽ hở như vậy thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ sợ kiên kỳ không lâu lắm để tử luyện khí kỳ thì lại càng giữ nhiều lành ít rồi Hàn Lập tuy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực không thôi. Bọn họ sao lại khi tiến vào đường hầm không lâu thì đường hầm bị sụp đổ cùng với động đất nữa chứ? Chẳng lẽ là do người ma đạo làm trò quỷ? Hàn Lập cảm thấy 89 phần 10 là thật rồi. Ngay lúc này ở trên mặt đất, người của ma đạo lập tức phá hư cái động khẩu, đem sơn động cùng với hết thảy phá hỏng đi. Mà tại phía cao trên không trung kia, Hoàng Sam lão giả hướng sang cô gái mặc hồng y tiếc hận nói: "Liên sư muội, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy" bọn chúng cũng đã bỏ chạy như chó nhà có tăng thì cần gì phải vận dụng hám địa phù kia chứ phải biết rằng đây là một trung cấp phù lục vô cùng hiếm có hừ muốn trước mặt liên phi hoa ta bỏ trốn thì đâu có dễ dàng như vậy tuy nói nhiên vụ lần này chính là quét sạch mỏ linh thạch này nhưng nhìn thấy bọn họ bình bình an an chạy đến nơi khác làm ta có cảm giác không thoải mái lắm hồng y cô nương bĩu bĩu môi vẻ mặt điềm nhiên nói hoàng y lão giả ghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười lấy một cái lý do không ra gì như vậy, liền lãng phí một trung cấp phù lục hiếm có, thật sự là rất đáng cười. Nhưng người ta là nữ nhi duy nhất của môn chủ ma diễm môn. Khổ, chính mình cũng chỉ là một hộ pháp nhỏ nhoi của thiên sát tông mà thôi, làm sao lại nhàn nhã quản chuyện của người ta chứ? Nghĩ như vậy, lão giả đành phải ngậm miệng lại không tiếp tục nói nữa. Không bao lâu, sau đem linh quáng phá hủy sạch sẽ, người của ma đạo nhị tông liền rời khỏi nơi đây, dần dần không thấy bóng dáng nữa. Một ngày sau, một khu dược viên trồng dược thảo được bảy đại tông phái ẩn tàng cách nơi linh quáng không xa cũng bị một nhóm người đánh lén, toàn bộ dược thảo chuẩn bị để luyện đan bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả cây con cũng bị thanh dương ma hỏa thiêu không còn một mảnh. Sự tình này lập tức được sự chú ý của thượng tầng thất đại tông phái. So với chuyện linh quáng bị đánh lén thì quan trọng hơn rất nhiều. Dù sao thì linh quáng bị hủy thì chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục, nhưng lần này linh thảo bị cướp và hỏa thiêu như vậy muốn phục hồi cũng phải mất rất nhiều năm. Cao tầng của Thất Đại Phái suốt cao thủ đến muốn đuổi giết bọn họ nhưng không ngờ giữa đường lại bị phục kích bởi đội ngũ tiếp ứng của đối phương, lại bị tổn thất thêm một phần nhỏ, bị thất bại liên tục như thế, Thất Đại Phái tự nhiên không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Sau khi khôi phục được một chút thực lực, bọn họ liền cùng với Ma Đạo Lục Tông giao chiến hai ba trận lớn, đã bắt đầu cho một trường chém giết mới. Lúc này ở dưới đất Hàn Lập đang nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng phát hiện được một chút gió phát ra từ cái động khẩu kia. Lập tức điều khiển hai con khôi lỗ thú đi trước dò đường dối chính mình đi theo phía sau. Liên tiếp đi đi qua hơn 10 huyệt động, không gian của nhũ động càng lúc càng lớn. Nơi lớn nhất cơ hồ có thể chứa hơn trăm người cũng không có vấn đề gì. Đồng dạng gió cũng ngày càng mạnh mẽ thổi đến, điều này cũng làm cho Hàn Lập yên tâm hơn đôi chút, dù sao thì có gió thổi đến chứng tỏ có thông đạo thông với bên trên. Khi Hàn Lập bước vào một cái huyệt động mới thì bên trong cũng đã có 7-8 người rồi, chính là mấy tu sĩ tuyên nhạc, Lữ Thiên Mông, Trung Ngô khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh Hàn Lập có hai con khôi lỗ thú thì có chút bất ngờ. Nhưng sau đó tuyên nhạc cười cười muốn nói điều gì đó, đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ địa phương bên cạnh truyền đến làm cho tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ giật mình. Tuyên nhạc cùng Lữ Thiên Mông liếc mắt nhau, cũng không hề hỏi Hàn Lập điều gì, lập tức bước nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu thê lương vừa rồi. Trên đường cũng nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phòng ngự, pháp khí. Nên đề phòng thì đề phòng, không dám bất cẩn phân nào. Hàn Lập gặp phải cảnh này, do so dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra Bạch Lân Thuẫn, chậm rãi theo sau. Nhưng hắn lại không hề thi triển pháp thuật phòng ngự nào, khinh thân thuật và ngự phong quyết cũng đã đồng thời thi triển trên người. Hắn luôn cho rằng tại không gian hép như vậy thì tốc độ so với phòng ngự càng trọng yếu hơn. Bọn họ một đường xuyên qua ba bốn huyệt động, đi đến một cái nhũ động thật lớn thì nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Bên trong huyệt động, một con bạch chi thù trong suốt lớn đến mấy trượng, đang dùng những chiếc răng thật lớn cắn lên một khối máu thịt, mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một thi thể. Bên ngoài thi thể có trang phục màu trắng, biểu hiện người này là một đệ tử yểm Nguyệt Tông đang chạy trốn. Xung quanh thi thể còn có ba bốn kiện pháp khí rơi xuống. Nhưng làm cho mọi người chăm chú nhìn chính là phía sau lưng bạch chi thù có một đống quạng linh thạch, bao lấy một lục giác truyền tống trận cực kỳ cô kính. Bên cạnh truyền tống trận còn có năm hải cốt đang đã tỏa phát ra ngũ sắc quang hoa lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 thước trên tay đang cầm một lệnh bài màu lam, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhàn nhạt. Đây là cái gì? Một gã luyện khí kỳ nuốt nước miếng hỏi, ai cũng không biết là hắn nói chính là con nhẹ quái gì, truyền tống trận hay là những lệnh bài bên hài cốt. Tự nhiên cũng không ai trả lời hắn, có lẽ âm thanh của người này đã làm kinh động đến con chi thù, quái thú này đình chỉ gặm nhắm con mồi, mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người vừa bước vào huyệt động. Điều này làm cho bọn Hàn lập dùng mình, vội vàng đề phòng nhưng quái thú nhìn một lát sau liền cúi đầu tiếp tục cắn xé thi thể, dường như không quan tâm đến những kẻ bị nó cho yếu nhược này, làm mọi người không khỏi nhìn nhau. Tìm chết sao, một gã đệ tử yểm nguyê tông nhìn thấy đồng môn chết trong miệng bạch chi thù này, cảm thấy thỏ tử hồ bi, đột nhiên dương tay lên thả ra một pháp khí hình phi tiêu màu đỏ bắn nhanh về phía bạch chi thù. Điều này làm cho những người lão thành như Lữ Thiên Mông hoảng sợ, thầm mắng ngu xuân. Phi tiêu bay nhanh về phía đầu bạch chi thù, nhưng nó cũng không hề có ý tứ né tránh, phanh một tiếng liền bị dội ngược trở ra, một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại nhưng cái pháp khi kia cũng có chút bị gấp khúc đi. Đến mức như thế quả thật là quá sức khoa trương, đồng loạt động thủ, tuyên nhạc hung hăng nhìn tên đồng môn kia, không thể không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay. Bởi vì bạch chi thủ kia cũng đã đình chỉ ăn, chậm rãi ung dung hướng bọn họ đi đến. Lời này vừa nói ra, lập tức 10 đạo pháp khí đồng loạt biến hóa xuất ra uy lực tiến về phía bạch chi thủ đánh tới, hàn lập cũng xuất ra kim nhận pháp khí mà hắn thuần thục nhất nhất thời trên người bạch chi thù bị các loại hào quang bao phủ cả thân hình bạch chi thù cũng ở nhìm trong vòng hào quang nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi phịch phịch bột bột một trận hào quang của những pháp khí đều yếu đi nhiều thậm chí có năm sáu kiện pháp khí cấp thấp trực tiếp bị mất đi hoàn toàn linh lực rơi xuống bên dưới bọn hàn lập gặp phải cảnh này không khỏi kinh hãi thất sắc không hẹn đồng thời gọi pháp khí của mình trở về những đỉnh cấp pháp khí thì hoàn hảo không hề bị tổn thương, pháp khí bậc cao thì xuất hiện một ít sức mẻ, cũng không còn trọn vẹn, còn những pháp khí bị rơi xuống chính là những pháp khí cấp thấp. Mà trên thân hình của con bạch chi thù này cũng đã có một chút vết thương, nhưng nó vẫn không lo lắng, chậm chậm hướng về bọn họ mà đi đến. Lui, Lữ Thiên Mông và Tuyên Nhạc nhìn nhau không hẹn mà đồng thời hét lớn. Tuy bọn họ đối với truyền tống trận cùng với những lệnh bài kia cũng có ý muốn, nhưng cùng với yêu thú kia tiếp tục đánh bừa, khả năng giết chết được nó cũng thật là thấp đến đáng thương chính là phản hồi đến địa điểm an toàn là quan trọng hơn nhưng vào lúc này con bạch chi thù lại hé miệng ra một cổ chất lỏng màu sáng trắng hướng đến bọn họ phun đến biết được quái thú này lợi hại như vậy ai còn ngu mốc tiếp đón lấy chất lỏng này tất cả đều không hẹn mà né về hai bên không hay trong đầu hàn lập trượt lóe lên linh quang nhớ đến điều gì đó không khỏi thất thanh kêu lên làm cho các tu sĩ khác có chút nao nao không hiểu có điểm nào không phải chất lỏng kia trên đường bay đến đột nhiên hóa thành một mạng nhện, trực tiếp đánh về phía cửa động, lập tức dính vào, khiến mọi người không thể đi ra ngoài được. Các tu sĩ còn lại sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới phát hiện động thạch nhũ này chỉ có một cái cửa động mà thôi. chương 269, huyết sắc, chẳng lẽ nó muốn đem chúng ta bắt hết, trung ngô sắc mặt có chút trắng bệch nói, hừ, tuyên nhạc không hề lên tiếng. Dương tay lên phóng bảy tám hỏa cầu về phía mạng nhện nơi cửa động. Phanh phanh vài tiếng, mạng nhện không hề bị tổn hao gì, ngay cả lưu lại một chút dấu vết cũng không có. Lần này những người khác đều không khỏi sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được mạng nhện này không dễ dàng gì phá được. Trong lúc, vài móng vuốt của bạch chi thù đột nhiên co lại, tiếp theo khẻ dùng một chút lực, cả thân hình trực tiếp vọt tới. Xem phương hướng chính là hướng đến tuyên nhạc, tuyên nhạc sắc mặt trầm xuống, một tay lấy ra phù lục màu vàng hướng mặt đất nhấn một cái, nhất thời phù lục không tiếng động chìm vào lòng đất. Tiếp theo một số tảng đá lớn cách đó không xa hướng tới nơi này bay lại, chuẩn xác là bay về phía bụng của Bạch Chi Thù, áp chặt vào đỉnh động, làm nó nhất thời không thể động đậy được. Hay, Lữ Thiên Mông gặp phải cảnh này không khỏi ho lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tiếp theo liền ném ra một cái túi da màu xanh biết nhắm ngay Bạch Chi Thù bay đến, bên trong ẩn ẩn có chút ánh sáng mờ. Lúc này, con Chi Thù ở trên đỉnh động gầm rú lên vài tiếng, vài móng vuốt trong bụng họp lại, vừa lúc ôm lây cột đá trên đỉnh sau đó vận sức. Rắc ầm ầm một trận vang lên, cột đá đó bị nó dễ dàng đập nát, vô số đá vụn rơi xuống. Yêu thú rốt cục cũng đã khôi phục được tự do, thân hình rơi xuống, lập tức nằm ở đỉnh cột đá bị tổn hại kia, những con mắt nhỏ ở hai bên lóe ra lục quang, tựa hồ đã nổi giận. Nó dừng lại trên cột đá một chút, lập tức hướng đến các tu sĩ đánh tới. Nhưng vào lúc này, một cổ ánh sáng mở theo túi ra xuất ra, chuẩn xác bao lấy bạch chi thù trên không trung, tiếp theo nhanh như chớp thu lại, yêu thú cũng tự động hóa nhỏ, được thu vào trong túi. Bọn Hàn Lập ở một bên há miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, một chi thù khó chơi như thế lại có thể dễ dàng giam cầm như vậy. Thật sự là khó tưởng tượng, Lữ Thiên Mông cũng có một bộ dạng vừa mừng vừa sợ. Cái này chính là túi nhật nguyệt uy lực rất lớn, cũng đã thu lấy không ít yêu thú, nhưng có thể thuận lợi thu thấy chi thù này vào trong đó cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Chẳng qua, cũng đã làm cho hắn mừng như điên trong lòng, nếu là tuần thục được một đầu yêu thú như thế thì thực lực cũng tăng không ít nghĩ như vây lữ thiên mông dù có trầm ổn trở lại cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt hắn cũng đã có chút không đợi được hướng về túi ra kia gọi lại nhất thời vật ấy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi bay về phía hắn các tu sĩ còn lại cũng hiểu có một con yêu thú còn sống như vậy đối với tu sĩ của linh thú sơn có ý nghĩa như thế nào không khỏi cực kỳ hâm mộ nhưng vào lúc này vật kia đang phi hành tại không trung đột nhiên dừng lại, đứng im ở không tiếp tục đi động nữa. Lữ Thiên Mông trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng tăng trưởng pháp lực mạnh mẽ muốn thu hồi lấy, nhưng cũng chỉ có thể là cho nó chấp lên vài cái rồi thôi. Vẫn dừng lại ở không trung, mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy liền biết sự tình có chút không đúng liền cẩn thận hơn nhiều. Bên ngoài túi ra cũng đã có biểu hiện biến hình rồi, tựa như yêu thú kia đang tác quái trong đó. Loại dị tượng này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn liền biến mất, đột nhiên sau đó oành một tiếng, túi da đã bị nổ tung ra, bạch chi thủ phá tung pháp khí liền khôi phục nguyên hình. Yêu thú bị cấm chế trong đó vừa thoát ra rõ ràng đã lâm vào trạng thái điên cuồng, thân thể trong suốt dần dần chuyển hồng, bắn ra hào quang màu đỏ máu thật đáng sợ. Cái miệng đầy răng nhọn nghiến lại, không ngừng truyền ra tiếng kèn kẹt đáng sợ. Bọn người Lữ Thiên Mông gặp phải cảnh này đều cẩn thận lui về phía sau vài bước, nới rộng ra khoảng cách lại tiếp tục dùng pháp khí tấn công. Nhưng móng vuốt của huyết chi thù này đã hoa lên, lập tức giống như một tia điện hướng về hai gã tu sĩ xa nhất trong đó. Chỉ thấy hai đạo bạch quang nhấp nhoáng, phục phục hai tiếng, phòng bảo hộ của hai gã này bị một kích hoàn toàn phá hỏng, thân thể liền bị chém thành hai mảnh phân biệt, mất mạng tại đương trường. Trong đó, người ở bên phải chính là tu sĩ Trung Ngô, hắn nghĩ là di chuyển xa một chút thì có thể an toàn hơn. Nhìn thấy huyết chi thù dùng thế sẽ đánh không kịp bưng tay lập tức khiến cho hai người phải chết thảm, làm những người khác kinh hãi thất sắc, nhanh chóng hướng về phía xa hơn, sợ lại giống như hai vị kia. Nhưng cũng đã muộn, thân thể huyết chi thù chỉ nhoáng lên liền hóa thành một đạo huyết quang tiến về phía trước người của một tu sĩ hóa đao ổ. Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch, cắn răng phóng ra hai cây phi đao màu đen, hơn nữa thân hình cũng mau chóng bắn nhanh về phía sau. Nhưng từ trong miệng chi thù này này phun ra một cổ chất lỏng màu sáng trắng trực tiếp đón lấy hai thanh phi đao, lập tức khiến cho nó rơi xuống bên dưới, tiếp theo cái miệng khổng lồ hướng về đầu của tu sĩ hóa đao ổ mà cắn đến máu phun ra cao hơn nữa thước làm cho mọi người hoảng sợ biến sắc. Những người còn lại trong đó có hàn lập, lập tức không hề trần chờ nữa, nhất thời phù lục pháp khí liên tục được phóng ra. Nhưng thân thể của huyết chi thù lại nhanh nhẹn như gió, các pháp khí cùng pháp thuật theo sau nó trong sơn động hẹp hòi như vậy cũng không thể làm được gì nó, căn bản là không cùng loại tốc độ. Một lúc sau lại có thêm hai tu sĩ chết thảm dưới răng của nó. Tuy nhiên, cũng có một vị xuất ra một cái khăn đón trước người, có tác dụng ngăn cản được nó nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi cũng lâm vào tình cảnh khăn rách người chết móng vuốt cùng răng của nó thật sự rất lợi hại độ cứng cũng phải trên đỉnh cấp pháp khí lúc này trong sơn động cũng chỉ còn lại có lữ thiên mông tuyên nhạc cùng hà lập ba người ba người bọn họ đều lộ sắc mặt kinh sợ vô cùng nếu là ở một địa phương khác thì các vị tu sĩ cũng không có chết nhanh như vậy dù sao đi nữa thì có thể ngự khí phi hành kéo dài thời gian hơn một ít phanh một tiếng chi thù lại vọt đến bên người của lữ thiên mông một chảo đã phá vỡ phòng hộ đang muốn chém về phía người thì bỗng xuất hiện một cái vật thể đen đúa cản lại. Vật thể này phảng phất như là một cái tiểu thuẫn, nhưng nhìn kỹ biểu hiện dưới lộ ra lập tức phát hiện đó là một cái xác rùa to lớn vô cùng. Lợi chảo của chi thù chỉ để lại trên vật này một vết cao nhàn nhạt, nhạt, các chỗ khác đều hoàn hảo không hề tổn hao chút gì, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. Chi thù này thấy tấn công không có dấu hiệu gì lập tức không hề trần chờ liền bỏ qua lữ thiên mông, huyết quang lại chợt lóe lên, hướng về phía hàn lập cắn đến hàn lập thần sắc có chút lạnh lùng nhìn nó nhưng bất ngờ thân thể mơ hồ một chút liền biến mất tại chỗ tiếp theo tại bảy tám trượng bên ngoài lại xuất hiện thân hình điều này đã làm cho yêu thú ngẩn ngơ thế nên đứng tại chỗ một chút chỉ trì hoãn trong một lát này một tiểu chung màu vàng của tuyên nhạc rốt cuộc cũng đã đuổi đến nơi hoàng quang chợt lóe lên liền biến lớn đem yêu thú giam chặt lại bên trong mà theo sau đó là một đoàn màu đen chính là cặp ô long đoạt của hàn lập cẩn thận xoay quanh bên ngoài cái chung sợ rằng yêu thú lại một lần nữa thoát khốn mà ra Nhị vị không cần phải lo lắng, giả thiên trung này chính là pháp bảo được luyện chế bằng đồng tinh, nó tuyệt đối sẽ không thể đào thoát được tuyên nhạc thần sắc cũng đã có chút hòa hoãn, hướng về Hàn Lập và Lữ Thiên Mông giải thích. Nghe nói như vậy, Hàn Lập cũng an tâm hơn, thu lại ô long đoạt, tựa hồ rất an tâm. Lữ Thiên Mông cũng đi đến nhìn đồng chung trước mặt, sau một lúc trầm ngâm, thần sắc có chút bất an lắc lắc đầu nói. Không được ta cũng không quá an tâm, ngươi hãy tiếp tục vây khốn con thú này đã, cho ta một chút thời gian tế xuất phù bảo, phải hoàn toàn tiêu diệt được nó. Tuyên nhạc nghe như vậy liền nhíu nhíu mày nhưng cũng không có lên tiếng, tựa hồ cũng đã đồng ý. Mà Hàn Lập nhìn truyền tống trận cùng hài cốt và lệnh bài kia, sau khi đăm chiêu một lúc liền hướng một bên đất chống ngồi xuống, tựa hồ việc xử lý chi thủ kia giao lại cho hai người này. Lúc này Lữ Thiên Mông đã lấy ra một phù bảo lấp lóe thanh quang, hai tay hợp lại chậm rãi rót linh lực vào. Hiển nhiên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng phù bảo rõ ràng mau lẹ, mới qua một thời gian ngắn liền rời tay, một thanh tiểu thước màu xanh khéo léo bắn ra, tại trên đầu của Lữ Thiên Mông bắt đầu xoay quanh. Được chưa, ta thả yêu thú ra đây tuyên nhạc thấy như vậy một bên khống chế tiểu trung một bên hỏi. Tốt lắm, các người cứ an tâm mà chết đi, các bảo vật này sẽ do Lữ Mỗ nhận lấy Lữ Thiên Mông mở chừng hai mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Tiếp theo liền hét lớn một tiếng, tiểu thước trên đầu phát ra vô số hào quang, trong khoảnh khắc liền chia ra làm hai, hai chia thành bốn, tám, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra thành mấy trăm tiểu thước như nhau mỗi tiểu thước đều phát ra tiếng gầm rú ông ông sau đó dưới sự thúc giục của lữ thiên mông đại bộ phận hướng về phía tuyên nhạc và một ít hướng về hàn lập đang ngồi xếp bằng nơi xa kia hàn lập thấy cảnh này thần sắc không khỏi khẽ biến nắm chặt vật trong tay nhìn chằm chằm vào phù bảo đang bay lại mà tuyên nhạc thần sắc cũng thản nhiên đối diện với thế công của phù bảo lại xem như là hư vô nhìn thấy biểu tình của hai người khuôn mặt đang đắc ý của lữ thiên mông đột nhiên động lại muốn đem quy xác ra, nhưng lúc này trên mặt đất sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo một đạo huyết quang xuất hiện bên người hắn. Nhất thời thân hình của Lữ Thiên Mông bị chia ra làm hai phần, mà hồng quang kia sau khi tiến lên được một đoạn liền dừng lại, kia chẳng phải là huyết chi thù đã thoát khốn sao? Chương 270, trảm sát, Lữ Thiên Mông đột tử, mất đi linh lực duy trì mất trăm tiểu thước kia, trong chốc lát lập tức phát ra thanh quang, liền biến thành một tiểu thước nhỏ rơi xuống đất ở giữa Hàn Lập, tuyên nhạc cùng với con huyết chi thủ kia. Tuyên nhạc mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập, không có bất kỳ hành động gì, mà Hàn Lập hết nhìn con nhện lại nhìn sang tuyên nhạc, sắc mặt không đổi khoát tay tế xuất ra một lân thuẫn màu trắng, đồng thời bên người cũng xuất hiện tám con rối theo bạch quang từ người Hàn Lập phóng ra. Tuyên nhạc rốt cuộc cũng động dung một ít, khoát tay triệu hồi tiểu trung màu vàng, thản nhiên nói. Thực không nghĩ tới Hàn Sư Đệ cũng am hiểu khôi lỗ thuật, chẳng qua tu vi cũng không cao, những khôi lỗ này có thể là đối thủ của ta sao? Hàn Lập nghe xong thần sắc không đổi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Huyết chi thù này phải là do người cố ý thả ra. Không sai, tuyên nhà thừa nhận rất rõ ràng, đồng thời cũng lật cánh tay liền xuất hiện một vật giống như cái áo choàng bằng lụa đỏ mỏng xuất hiện trên tay. Người không sợ ý quá thông minh, cuối cùng bị con yêu thú này giết đi. Hàn Lập kiếm liếm môi, cười lạnh nói. Ha ha, giết ta, những khôi lỗ này trừ thân thể cứng một chút thì có điểm nào còn có thể so với yêu thú cấp 4. Tuyên nhạc trào phúng nói, thân tình rõ ràng là cực kỳ khinh thường. Chẳng qua, người với con thủy tinh chi thù này vui đùa đi. Hy vọng người có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình. Nói xong liền đem lụa mỏng trong tay khoát lên người, vẫn còn đứng ở chỗ này nhưng trong khoảnh khắc khí tức trên người biến mất không còn một chút. Hàn lập tuy có điểm ngoài ý muốn, nhưng không khỏi nhìn tấm lụa mỏng kia vài lần. Mà lúc này tuyên nhạc mang theo gương mặt mơm cười hướng về một góc của huyệt động chậm rãi đi đến, hoàn toàn muốn ở bên ngoài xem cuộc chiến. Các ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu Hàn Lập, nhất thời đoán ra hiệu quả của tấm lụa mỏng đó, làm sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía con chi thú kia. Chỉ thấy nó hung hăng nhìn chăm chú mình, hai chiếc răng lớn lại sát sát với nhau, đúng là đem hắn trở thành con mồi để săn. Hàn Lập thân hình chợt lóe, hướng về góc của Tuyên Nhạc phóng đến. Huyết chi thủ lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Lập, lập tức huyết quang đại thịnh, đồng dạng tiến về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập cũng đã sớm chuẩn bị mấy con khôi lỗi thú, lập tức đồng thời hé miệng ra luân lưu bắn ra từng đạo cột sáng đánh trên thân thể của huyết chi thù, kéo dài thêm một ít thời gian, trong nhất thời cũng không thể đuổi theo Hàn Lập. Tuyên nhạc thấy Hàn Lập hướng về phía mình phóng tới trong lòng không khỏi dùng mình. Hắn kiên kỵ nhất là thân pháp như tia chớp của Hàn Lập, sao dám tùy tiện để Hàn Lập lại gần người. Liền không hề suy tư đem tiểu chung trong tay hướng về Hàn Lập ném đi, đồng thời trên người hào quang bắn ra bốn phía, một bộ hỏa hồng sắc bị giáp xuất hiện trên người. Tấm lụa mỏng kia vì mất đi hiệu dụng đã bị thu hồi. Hàn Lập nhìn thấy tiểu trung bay đến, liền giơ tay lên, một tấm gương nhỏ xuất hiện trong tay. Đồng thời một luồng hào quang minh mông bắn ra, lập tức đem tiểu trung thật lớn kia đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung. Thanh Ngưng Kính, Tuyên Nhạc kinh hô một tiếng, đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh đại danh của bổn môn thì hắn như thế nào lại không biết. Nhất thời Tuyên Nhạc có chút hoảng loạn tay chân, phải biết rằng, vốn hắn tưởng với giả thiên trung này tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút thời gian nhưng Hàn Lập cũng không có tạm ngừng lại mà tiếp tục vào tới, như thế nào lại không luống cuống tay chân đây. Cũng may là đối phương ở ngoài 10 trượng, tuyên nhạc liền lập tức lấy ra băng vũ thuật ra ngoài, nhất thời biến thành một tảng băng trùy thật lớn hướng Hàn Lập bắn tới. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đổi phương dùng thanh ngưng kính đối phó khẳng định thân Pháp cũng sẽ bị chậm lại, cũng đủ cho hắn phát động Pháp khí lợi hại hơn rồi. Hàn Lập nhìn thấy một tảng băng trùy thật lớn này phóng tới, Hàn Quang trong mắt chợt lóe lên. Thế nhưng hắn lại đem thanh ngưng kính thu vào trong túi chữ vật, Đồng thời thân hình cũng gia tốc lên gấp đôi, cả thân thể vạn vẹo xuyên qua băng trùy tiếp tục vọt tới. Tuyên Nhạc thấy như vậy vẻ mặt đang thong dong biến mất không còn một mảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Hàn Lập trong chớp mắt hướng trước người mình vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng không hề pháp động bất cứ pháp khí gì, chỉ ngưng tụ linh lục toàn thân lên hỏa hồng hộ giáp, hy vọng đỉnh giai phòng ngự pháp khí này có công hiệu, hóa giải nguy cơ trước mắt. Hàn Lập thấy hộ giáp của đối phương phát ra hỏa quang chói mắt, trong mắt sát khí chợt tăng khẽ hé miệng ra một mũi nhọn đen đen sớm được hắn chuẩn bị phun ra mang theo âm thanh cực kỳ thê lương cực nhanh hướng đến hộ giáp pháp khí của đối phương bắn tới làm phát ra tiếng nổ kinh thiên tiếp theo lại xuất hiện một kiếm khí màu xanh hàn lập thân hình chợt lóe lên liền đứng trước người tuyên nhạc tuyên nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ hỏa hồng giáp trên người tại ngực xuất hiện một cái lỗ lớn bằng nắm tay làm cho linh khí hoàn toàn biến mất đã trở thành một phế phẩm mà đầu hắn cũng không hề có dấu hiệu gì đột nhiên rơi xuống ngay sau khi bị Hàn Lập phá hộ giáp đi, đầu hắn trực tiếp bị Thanh Nguyên kiếm quang trực tiếp chém rơi xuống, túi chữ vật bên hông tự nhiên cũng bị Hàn Lập thuận tay lấy đi. Nhìn túi chữ vật trên tay kia, trong lòng Hàn Lập có cảm giác hưởng thụ nói không được. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền như vậy bị giết chết, nói vậy cũng thật là khó có thể tin được. Chẳng qua Hàn Lập lại rõ ràng, đối phương chết trên tay của chính mình, hoàn toàn bởi vì suốt bất kỳ ý, còn lại cũng là do địa hình chật hẹp hạn chế. Nếu là giao đấu ở trên không trung thì đối phương tuyệt sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người, ít nhất cũng cách xa hơn 10 trượng, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành, tốc độ của đối phương tuyệt đối không thấp hơn cực hạn thân pháp của chính mình. Còn có, lần này có thể một kích hủy hộ giáp của đối phương chính là nhờ sừng của mặc giao luyện chế thành một pháp khí tự bạo, cùng với hộ giáp của đối phương đồng quy vô tận. Nói tới cái sừng này, vị chủ điếm luyện chế ra cho mình còn không ngừng tiếc hận, nói là độc giác của mặc giao này mà trưởng thành hơn 2-30 năm, có thể luyện chế thành một pháp khí phi thường lợi hại, mà bởi vì sừng vừa mới sinh ra phẩm chất còn thấp, chỉ có thể luyện chế thành vật phẩm tiêu hao. Chẳng qua hôm nay phải dùng vật ấy giết chết một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, quả là cực kỳ tốn kém. Hàn Lạp đem thanh ngưng kính cùng tiểu chung của đối phương thu hồi thì sau lưng truyền đến vài tiếng bạo liệt. Điều này làm cho hắn không tiếp tục suy tư mà vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, lập tức từ bên trong bay hai con khôi lỗ thú. Thì ra tám con khôi lỗ kia bị con huyết chi thù này đến trước người, lập tức bị cắt thành 78 phần rồi. Bây giờ huyết chi thù lại hướng Hàn Lập vọt đến, Hàn Lập khoát tay, một đôi ô long đoạt xuất hiện liền ngay lập tức hóa lên thật lớn, đem huyết chi thù từ không trung ngăn lại. Tiếp theo, cột sáng từ trong miệng của con rồi bắn ra, không ngừng công kích đến thân hình màu đỏ của yêu thú, khiến nó tạm thời dừng lại một chỗ, không thể tiếp tục tiến lên. Huyết chi thù dưới tình huống như vậy liên tục phun ra mạng nhiệt, nhưng đáng tiếc là Hàn Lập vừa thấy yêu thú xuất chiêu này ra lập tức thân hình nhoáng lên tránh mất cho nên nếu có khôi lỗ thú nào tránh không được bị mạng nhện cuốn lấy thì lập tức được hắn thu vào trong chữ vật đại trung đổi một con khác đi ra, một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp tục kéo dài công kích. Ý tưởng tế xuất phù bảo giết đối phương là không thể thực hiện được, dù sao thì dùng vòng bảo hộ cùng pháp khí để đón lấy mạng nhện là điều không chắc chắn lắm. Hàn lập không tiếp tục nề hà, hít một hơi thật sâu, đành phải tiếp tục bảo trì loại công kích này đối với huyết chi thù, không dám lơi lóng tí nào. Quá một khắc sau, tình huống xảy ra hoàn toàn giống với hàn lập dự định huyết sắc trên người huyết chi thù dần dần thối lui bên ngoài thân thể cũng dần dần xuất hiện những vết thương hiển nhiên chân nguyên của huyết chi thù này tiêu hao không ít không thể tiếp tục duy trì linh lực để bảo hộ thân thể khỏi bị công kích hàn lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thì con chi thù này cũng cảm giác được có chút không ổn vài lần muốn thoát ra sự công kích của hàn lập hướng đến cái động khẩu đi đến nhưng đều bị nhúng con rối kia dùng những cột sáng dồn dập bắn tới bước nó trở về cuối cùng bị hàn lập vây chết tại chỗ khi con yêu thú hao hết tia chân nguyên còn lại thì không thể phản kháng được nữa, mà Hàn Lập cũng xuất ra một thanh ngân kiếm sắc bén vô cùng tiến lên một bước đem đầu của nó chém xuống. Quả nhiên giáp xác của con thú này cứng rắn vô cùng nhưng khi không còn pháp lực hộ thể liền nhẹ nhàng bị ngân kiếm phá hỏng phòng ngự. Sau đó, Hàn Lập đặt mông xuống ngồi ở bên cạnh, nửa ngày sau cũng không nói gì. Sau một lúc, hắn nhìn các tu sĩ chết khắp trong nhũ động, lần đầu hắn cảm thấy được sinh mệnh của người tu tiên yếu ớt như thế nào. Điều này làm cho trong lòng hắn có điểm bi ai. Có lẽ là một ngày nào đó, hắn cũng đồng dạng chết trên tay của người tu tiên, hoặc là tang mạng ở trong bụng con yêu thú nào đó. Nghĩ ngơi được một lát, Hàn Lập đem tiểu thước phù bảo đến, tiếp theo, các đồ vật trong túi chữ vật đại của các thi thể hắn cũng thu lấy. Cuối cùng cẩn thận tiến gần lại truyền tống trận, ánh mắt chăm chú nhìn năm bộ hài cốt cùng với những lệnh bài kia không rời. Đại Na Di lệnh, đây là do Lữ Thiên Mông xương hô như vậy. Hàn Lập lâm vào suy tư thầm nghĩ.